Ok, chào Phạm Bá Nguyên, chào Công Nguyễn Tiến Đạt, chào Nguyễn Minh Khánh à? Chào Nguyễn Minh Khánh, anh Nguyễn Khánh Minh gì đấy? Rồi, chào Nguyễn Hiếu nha. Đợi các bạn chút xíu nha. Cho vui vào. Không biết các bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Thầy sợ là các em chưa làm bài tập về nhà ấy. Chào Nguyễn Quang Minh nhá. Nào thầy hỏi mấy bạn đã ở trong này làm chưa à? Đây nó ít thôi đúng không? Gọi là 50 câu nhưng mà thực ra thì nó rất là ngắn. Tuy là 50 câu thôi nhưng mà thực tế là rất là ngắn. À không phải là ngắn mà là rất là nhanh, làm rất là nhanh thôi. Chứ không phải là vì 50 câu mà nó dài. Tại vì mỗi câu này nếu mà ta đã biết cách xác định hình dáng ấy thì nhanh lắm đúng không? Vào khoanh phát được luôn. Đó. Thì đấy là nhận biết, thì sau khi nhận biết vững ấy, tức là sau khi các em đã rất là quen mắt với cái hình này rồi ấy, thì chúng ta mới tiếp tục đến nội dung người ta gọi là nhận xét hệ số. Đấy, tóm lại là cứ phải đi từ từ. Đầu tiên là phải cho bộ não mình có thời gian làm quen và tiếp nhận hình ảnh của đồ thị hàm số đã. Sau đó thì chúng ta lại đến những cái nhóm bài nó liên quan đến việc nhận định nó sâu hơn. Rồi sau đó ta lại liên quan đến nhóm bài đồ thị của đạo hàm. Đấy thì nó phải là quy trình từng bước từng bước từng bước một. Đấy, các bạn hiểu không? Nha. Đấy. Ok, lại thầy chút nha. Này đúng không? Dây này cần tới nội dung nhỉ? Ok, chào Quốc Anh, chào Tiến Đạt nhé. Ok các bạn. Đấy chắc cũng chỉ có số ít làm thôi đúng không? Sợ nhất là các bạn học online ấy, không có người thúc vào đít thì các bạn toàn là bỏ bê à. À, chào Lê Gia Khoa nhá. Thôi, đợi nữa nhá, chữa bài rồi nhá. Nào, thôi thì buổi ngày hôm nay là ta đến nhóm bài nhận diện đồ thị hàm số. Đây là nhóm bài ở trong buổi 1, tức là buổi nắm nền tảng. Thì thấy hy vọng là các em làm đủ để tuần sau chúng ta sang buổi 2 là buổi sâu hơn. Đấy, rồi buổi sau nữa thì nó liên quan đến đạo hàm. Thôi, thầy bắt đầu vào việc nhá, không lại muộn giờ các em chữa xong rồi các em còn đi ăn cơm cơ đúng không? Nào, câu hỏi số 1 này. Đồ thị hàm số trên là của hệ đường cong nào? Thì trước hết là các em nhớ là các em nhìn vào đây ấy, là các em phải nhận ra nó là bậc 4, đúng không nhỉ? Bậc 4 trùng phương. Đấy, bậc 4 trùng phương. Cho nên là các em sẽ loại đáp án D và các em loại đáp án C bởi vì đây là hai đồ thị bậc 3. Tiếp tục, các em khi mà nhận xét hệ số, các em nhìn nhanh cái nét cuối này. Ta luôn vẽ đồ thị từ trái sang phải. Trái sang phải thì cái nét cuối chính là cái nét này. Và nét này đang có xu hướng là đi xuống. Và khi nét cuối đi xuống thì tức là ta dẫn ra là hệ số A nó phải âm. Điều này các bạn biết rồi. Hệ số A sẽ quyết định đến cái nét cuối cùng của đồ thị. Như vậy do đi xuống A âm. A âm như vậy. Đây là hệ số A là hệ số của cái thằng cao nhất này đúng không? Vậy đáp án là A. Đấy. Vậy câu 1 đáp án là A. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục câu 2 nào. Tương tự à. Đường cong trên. Việc đầu tiên mà các em cần làm ấy. Đấy là các em phải làm sao? Phải phải nhớ được hình dáng của đồ thị. Ý tức là ví dụ như cái này nó là hàm bậc 3 này. Đúng không? Đồ thị này nó là hàm bậc 3. Cho nên các em loại những trường hợp về bậc 4 đi. Là B với C đi. Sau ấy thì các em lại thấy là nét cuối này vẽ từ trái sang phải. Ta đi vẽ từ trái sang phải. Thì cái nét cuối cùng nó đang hướng lên. Nét cuối cùng hướng lên. Thế như vậy là hệ số A nó phải dương. Và nếu hệ số A dương thì chỉ có đáp án gì các bạn? D thôi. Đúng không? Đấy. Rồi tiếp tục. 2D này. Câu 3 tương tự đó là câu 3. Nói chung đi thi đại học thì kiểu gì cũng có một câu như này. Câu 3 thì các em có thể khoanh nhanh được đúng không? Đầu tiên đây là hình dáng của bậc 4 trùng phương. Để cho nên loại đáp án này, loại đáp án này. Do nét cuối này, vẽ từ trái sang phải nét cuối đang hướng lên tức là A dương. A dương tức là đáp án gì các bạn? D. Thì những cái câu mà xác định hình dáng thôi, nó thật với các bạn rằng là thường là mỗi đề các bạn là mất 1-2 giây là cùng. Chứ không có vấn đề gì ở đây cả. Nói chung là thầy để nhiều là để các em nhớ, nhắc lại này, là để các em tạo thành một cái phản xạ về hình thôi, ghi nhớ thuộc lòng thôi. Chứ hoàn toàn là rất dễ. Bậc 3 này đúng không? Bậc 3 có hệ số đi lên thì đáp án nó phải là A. Đấy. 4A. Tương tự nào,
Câu 5 này. Bậc 4 trùng phương, bậc 4 trùng phương và lại có hệ số a dương, đúng không? Hàm bậc 4 trùng phương có hệ số a dương, đấy đáp án là B. 5B. 6 này, ở đây 6 thì các bạn phải nhận xét một chút này. Đầu tiên ấy, các bạn quan sát này. Cái hình này nó rất giống hình parabol. Và nếu là parabol ấy thì nó sẽ có hai khả năng nhá. Nếu cái hình này nó sẽ có hai khả năng. Một, đó là bậc 4 trùng phương. Bậc 4 trùng phương. Và hai, đó là hàm bậc 2 là parabol. Đấy. Sẽ có hai đồ thị có hai hàm số nó có cái hình dáng như này. Sau các em quan sát vào bốn đáp án em thấy rằng là không có bậc 2, không có đáp án nào có bậc 2, cho nên cái trường hợp bậc 2 này là các em sẽ loại đi. Được không? Thế xong rồi thì bây giờ các em nhìn bậc 4 trùng phương thì đầu tiên là các em thấy hệ số a dương này, hệ số a dương tại vì nét cuối đi lên vẽ từ trái sang phải mà. Nét cuối đi lên cho nên là các em có a dương, vậy đáp án A sai, đáp án B D sai. Đấy. Và sau này ý, nếu mà các em nhớ thêm một lần nữa này, nhớ thêm một lần nữa đó là hàm số này chỉ có một điểm cực trị. Về cực trị nhá, điểm cực trị. Thì em thấy là chỉ có một điểm cực trị, đây là điểm cực tiểu, điểm lõm xuống thôi, là chỉ có một điểm. Và nếu có một điểm thì các em phải nhớ rằng trong hàm bậc 4 trùng phương mà điểm cực trị có một điểm ấy thì tức là hệ số A và B nó phải trái dấu. À xin lỗi các bạn, phải cùng dấu. Đây. Khi nào thì có một điểm cực trị? Đó là khi A và B này cùng dấu. Đấy, A nhân B lớn bằng 0. Vậy các em nhìn này, thì trong hai đáp án này để A với B cùng dấu nó phải là đáp án C. Bởi vì là lúc này A1, B2 là cùng dương thì nó mới có một điểm cực trị được. Đấy. Còn nếu 3 điểm cực trị, đúng không? Nếu điểm cực trị có 3 điểm thì hai thằng này phải trái dấu. Đấy, như là đáp án B này là 3 điểm cực trị này. Đấy, thì mọi người có thể xác định nhanh bằng cách như vậy nhá. Hoặc là các em có thể thay điểm. Đấy, nhiều bạn là các em sẽ thay điểm, tức là các em thay x bằng 1. Cách thứ hai để xác định trong bài này là các em thay x bằng 1, y bằng 2. X bằng 1, y bằng 2 thì chỉ có đáp án C thôi. Đấy, vì vậy là cái câu này là các em có hai cách để nhận diện. Trang Ngọc Trang nhá, hai cách để nhận diện, được chưa? Đấy, thay điểm cũng được, hoặc là dùng điểm cực trị cũng được. Đấy. Ok, tiếp tục nào, câu hỏi số 7. Rồi, câu 7 này thì lại khoanh được luôn đúng không? Hàm bậc 3 có hệ số A dương, đáp án A luôn, 7A. 7A. Hàm số bậc 3 đúng không? A dương. Tiếp tục câu 8 nào. Ở đấy thì mấy câu này thì nhanh quá đúng không? Câu 8 này các em nhìn thấy là hệ hàm bậc 3 đã, hàm bậc 3 có hệ số A dương đã đúng không? Nét cuối đi lên này, nét cuối đi lên A dương, thế cho nên là các em sẽ loại đáp án D. Thế bây giờ vấn đề là còn ở rồi, còn ở đây nữa thì các em bắt đầu lại nhìn thêm này, các bạn lại nhìn thêm này, thằng áo đây. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Đó là về điểm cực trị. Điểm cực trị thì các em thấy là đồ thị này nó có hai điểm cực trị đúng không? Hàm bậc 3 này có hai điểm cực trị, đây là cực đại này, đây là cực tiểu này. Và vì là có hai điểm cực trị cho nên là y phẩy bằng 0, tức là phương trình tạo ra cực trị là phương trình y phẩy ấy, là phải có hai nghiệm. Đấy, nó phải có hai nghiệm. Thế thì bây giờ các bạn thử xem loại đáp án nào thì các em sẽ loại đáp án A. Bởi vì đáp án A nếu các em tính y phẩy ấy, thì y phẩy này vô nghiệm. Y phẩy của đáp án A là 3x bình phương cộng 2. Phương trình này thì không có nghiệm bởi vì y phẩy này luôn dương, cho nên ta loại luôn đáp án A. Thế còn hai cái y phẩy này, hai cái y phẩy này là y phẩy nào mới đúng? Ở đáp án B y phẩy là 3x bình phương trừ đi 4x. Ở đáp án C y phẩy nó là 3x bình phương trừ 2. Thế thì trong hai thằng này ấy, thì thằng nào mới là đúng? Thì các em ạ, lại phải nhìn tiếp. Các em lại nhìn tiếp là hai điểm cực trị này là hai điểm cực trị mà các em thấy là một cái là x bằng âm 1 này đúng không ạ? Một cái là x khoảng chỗ này. Một cái là x khoảng chỗ này. Thế cho nên là các em sẽ phải loại đáp án này. Ở đáp án B mà các em giải trắc nghiệm ấy, đáp án B này mà các em giải trắc nghiệm thì các em giải trắc nghiệm x bằng 0 cơ. Tức là một điểm cực trị phải có x bằng 0. Nhưng mà hai điểm cực trị này các em thấy là không có điểm cực trị nào có x bằng 0 cả. Các em gióng xuống x ở đây này, gióng xuống x ở đây này. Hai điểm cực trị này không hề có nghiệm x bằng 0, cho nên đáp án B này không đúng, đúng không? Đáp án B này các em có nghiệm một nghiệm x bằng 0 và một nghiệm x bằng 4/3 mà. Đấy, thế cho nên đáp án đúng chỉ có thể là C thôi. Thì đôi khi là các em còn phải dựa vào cực trị nữa để các em xác định nhá. Các em có hiểu câu 8 này không nhỉ? Bạn hiểu câu 8 không? Bạn nhìn vào hai điểm, hai hoành độ của hai điểm cực trị là hai điểm cực trị không khác không. Mà thằng này lại có ra x bằng 0 thì không được, đáp án C thôi. Chắc các bạn hiểu đúng không? À, tiếp tục câu 9 này. Câu 9 này. Hàm số nào đây? Trước hết đây là hàm trùng phương và có hệ số a
đi xuống đúng không? Này, nét cuối đi xuống này, nét cuối đi xuống A âm. Tuy nhiên là trong bốn đáp án này thì đều A âm cả. Vì vậy là ta chưa giải quyết được vấn đề gì. Đấy, cho nên là ở bài này thì các em sẽ phải chọn cách thay điểm thôi. Thế lấy ví dụ như bài này, các em có thể nhìn vào cái điểm này là điểm đồ thị đi qua này, các bạn thấy không? Đồ thị đi qua điểm này. Điểm này là điểm có tọa độ như nào? Điểm này là điểm mà có hoành độ x bằng 0 và tung độ là y bằng âm 1. Đấy. Cho nên là các hàm số này nếu x bằng 0 thì y phải bằng âm 1. Thế trong bốn đáp án này nếu x bằng 0 y bằng âm 1 thì các em phải loại đáp án C, bởi vì đáp án C là nếu x bằng 0 thì y sẽ bằng âm 3. Các em loại tiếp đáp án D là nếu x bằng 0 y bằng âm 2, hai là ngày sai. Còn x bằng 0 y bằng âm 1 ấy thì nó lại rơi vào hai đáp án này, đúng không? Hai đáp án này. Rồi. Ok. Thế bây giờ mấu chốt của vấn đề nữa là gì? Còn một vấn đề nữa đó là điểm này. Đây, đồ thị hàm số cũng đi qua điểm này. Thế điểm này là điểm có tọa độ như nào? Thì các em mới thấy rằng là điểm này là điểm mà có tọa độ là hoành độ x bằng 1 thì tung độ tương ứng là y bằng 0. Tức là điểm này là có hoành độ x bằng 1, tung độ y bằng 0. Thế trong hai đáp án này nếu thấy x bằng 1 thì cái nào mới có y bằng 0? Thì nó chỉ có thể là cái A thôi. Cái A bây giờ mà các em thấy x bằng 1 vào đây này, trừ 1 cộng 2 trừ 1 thì y bằng 0. Chứ còn cái B này mà bây giờ các em thấy x bằng 1 vào ấy thì trừ 1 cộng 1 trừ 1 thì không thể nào bằng 0 được. Đấy, cho nên là ở cái câu này thì chúng ta lại dùng tiếp cả phương án thay điểm, đúng không? Chúng ta dùng hai điểm đi qua, đó là cái điểm này. Đấy, điểm x bằng 0 y bằng 1 thì loại được hai đáp án này. Rồi điểm thứ hai là x bằng 1 thì y bằng 0 thì ta sẽ chọn đáp án A. Đấy. Thế cho nên là cái việc các em nhớ cho thầy là cái việc mà mình chọn điểm đi qua ấy là gần như là sẽ xuất hiện nhá. Mọi người để ý cho thầy tí. Ok, rồi nhanh câu 10 nào. Ở câu 10 này, đồ thị hàm trùng phương có nét cuối đi lên tức là A dương. Vì vậy là các em sẽ loại đáp án B và loại đáp án D. Thế trong hai cái thằng này thì thằng nào đúng? Thì lúc nãy thầy cũng bày cho bạn một cách nhanh rồi. Cách mà có thể nhìn nhanh được ấy, đó là các em nhìn cho thầy là cái đồ thị hàm số này có mấy điểm cực trị các em nhỉ? Đồ thị hàm số các em là có 3 điểm cực trị. Đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đúng không? 3 điểm cực trị. Bậc 4 trùng phương mà có 3 điểm cực trị, tức là hệ số A và B phải trái dấu nhau. Đấy, nhớ nhá. Hệ số A và B phải trái dấu. Thế trong hai đáp án còn lại thì thằng nào mới là hệ số AB trái dấu thì nó phải là đáp án A. Bởi vì hệ số A là 1, B bằng âm 2 thì đây là hai thằng trái dấu. Còn thằng đáp án C, hai thằng cùng dấu này dẫn đến một chuyện là nó có một điểm cực trị thôi. Vậy đáp án câu 10 là đáp án A nhá. Ok, tiếp tục câu 11. Nào, câu 11 này. Đấy, câu này cũng là một câu mà các em phải để ý này. Đồ thị hàm số nào dưới đây? Đấy, thế bây giờ các bạn mà nhìn. Cái đồ thị này trông rất giống một cái parabol quay ngược lên. Mà cái hình dáng kiểu parabol quay ngược lên như này ấy thì nó sẽ có hai vấn đề. Nó có thể là hàm bậc 4 trùng phương. Bậc 4 trùng phương. Hoặc nó có thể là bậc 2 với hình dáng chuẩn chỉ là một cái parabol. Có đúng không nhỉ? Đấy. Chết rồi, đợi cam cam cao lên nhá. Không chiếu được hết sang bên này à? Trùng phương. Rồi. Đợi thầy chút này. Ok, tạm đấy nhá. Nào, thế bây giờ vấn đề là bậc 4 trùng phương hay đấy đã. Thì đầu tiên là bậc 4 trùng phương hay là bậc 2 ấy thì cái hệ số A nó cũng phải âm. Bởi vì theo vẽ từ trái sang phải này thì nét cuối đi xuống, chứng tỏ là A âm. Vậy A âm thì ta loại đáp án A đã, đúng không? Rồi, thế bây giờ nó rơi vào đáp án nào nữa? Đấy, thì mấu chốt nó ở đâu? Ở đây nếu các em chọn thay điểm ấy thì hợp lý hơn nhá, các bạn chọn thay điểm. Các bạn thấy là điểm đầu tiên là điểm này x bằng 0 y bằng 3, nhưng x bằng 0 y bằng 3 thì cả ba cái này đều đúng. Thấy x bằng 0 và cả ba đáp án này thì y đều bằng 3 cả, cho nên điểm này không được. Vậy ta phải chơi điểm này. Điểm này là điểm như nào? Điểm này là điểm mà có hoành độ x bằng 1 thì y bằng 0. X bằng 1, y bằng 0 thì chỉ có đáp án nào là phù hợp? Nó chỉ có đáp án D thôi. Đấy. Chỉ có đáp án D là x bằng 1, y bằng 0 thôi. Các đáp án này x bằng 1 thì y sẽ bằng tận số khác cơ. Đấy, thì cho nên vấn đề về cái kỹ năng về thay điểm cũng vô cùng quan trọng. Chuẩn chưa? Thế nhá. Tiếp, câu hỏi số 12 nào. Đường cong ở hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? Thế bây giờ các bạn nhìn thầy. Cái hình vẽ này ấy, nó là hàm bậc 3 nhá. Cái này các em phải thuộc hình dáng thôi. Đúng không? Bậc 3 nó có 4, nó có 6 hình dáng cơ.
Đây là hình dáng của bậc 3. Thế sau đó thì hệ số A dương bởi vì nét này đi lên. Đấy. Thế như vậy loại đáp án này. Đúng chưa? Bây giờ các em thể chọn phương án thay điểm đi. Bây giờ các bạn thử chọn phương án thay điểm. Ở phương án thay điểm thì các bạn mới nhìn thấy rằng ồ thì đây, các bạn thấy không? Đó là điểm này là điểm mà có x bằng 1 và y thì bằng 3. Thế trong bốn đáp án này nếu x bằng 1 mà y bằng 3 ấy thì nó là đáp án nào? Thì ở câu 12 này các bạn thấy rằng hình như nó chỉ có x bằng 1 mà y bằng 3 thì chỉ có đáp án B mà thôi, đúng không? X bằng 1, y bằng 3, chỉ có B thôi. Còn mấy thằng này x bằng 1 là y nó rất là to này, thằng này x bằng 1 thì y rất là bé này, cho đáp án B thôi. Đấy. Thấy chưa? Thế thôi, đúng không? Ok, đây là câu 12. Thay điểm thôi, x bằng 1, y bằng 3. Tiếp à. Câu hỏi số 13. Nào, đồ thị hàm số trên. Đấy, các bạn nhìn hình dáng này, đây cũng là hàm bậc 3 nhá, các bạn để ý này. Đây cũng là hình dáng của hàm bậc 3. Bậc 3 khi không có cực trị đấy. Đấy nha, phải nhớ hình dáng. Và hệ số A dương, cho nên đáp án D sai, đáp án B sai. Đấy, hệ số A dương phải đi lên. Tiếp tục ta chọn điểm đi qua đi. Thì các bạn thấy một điều là x bằng điểm này đây. Đó là hoành độ x bằng 0 thì y bằng âm 1, đúng không? Điểm này là điểm có hoành độ x bằng 0, y bằng âm 1. Vậy đáp án đúng nó phải là đáp án C. Bởi vì đáp án A này nếu x bằng 0 thì y bằng 0 mất rồi. 13C. Thay điểm nó vẫn là chân ái luôn, đúng không? Tiếp tục 14. Đây cũng là hàm bậc 3, đúng nha, các bạn thấy là cứ đi lên này. Đấy, bậc 3 thầy nhắc lại là có những hình dáng sau đây này. Đây này. Đi lên này, đi xuống này. Đấy. Thế đây là hàm bậc 3. Có hệ số A đi từ trái sang phải này là hệ số A dương. Vậy ta lại loại đáp án B và ta lại loại đáp án D. Bây giờ điểm đi qua ấy, điểm đi qua thì các bạn phải chú ý này. Ở bài này nó chỉ đi qua duy nhất một điểm thôi, đó là x bằng 0 thì y bằng 1. X bằng 0 thì y bằng 1. Nhưng mà hai đáp án còn lại ấy, hai đáp án còn lại thì em thấy rằng là đều là x bằng 0 thì y bằng 1 hết. Các bạn có nhìn thấy không? Ở câu 14 này thì x bằng 0 y bằng 1 đáp án A này, mà đáp án C x bằng 0 y cũng bằng 1. Vì vậy là cái việc thay điểm ở trong bài này thì nó lại không được. Đấy. Việc thay điểm trong bài này thì lại không đúng. Thế thì ta phải làm như nào? Ta phải làm như nào? Thế thì các bạn mới thấy một điều như sau. Đó là cái đồ thị hàm số này các bạn thấy là từ nhỏ đến lớn là nó luôn đi lên. Đây này, các bạn thấy không? Luôn đi lên. Luôn đi lên tức là nó như nào? Tức là hàm số này đồng biến. Đây, luôn đi lên này, đúng không? Chỉ có đi lên thôi mà. Điều đó chứng tỏ là cái y phẩy của hàm số này là luôn luôn dương. Đấy, y phẩy luôn lớn bằng 0. Các bạn có hiểu chỗ này không nhỉ? Một cái hàm số đồng biến thì có y phẩy luôn dương. Đây, luôn đi lên. Thế thì ở trong đáp án hai đáp án còn lại thì đáp án nào thỏa mãn y phẩy luôn dương là đáp án đúng? Ở đáp án A các em tính y phẩy ra, y phẩy đây nó bằng 3x bình phương cộng 3. Và có thể khẳng định chắc nịch luôn là y phẩy này luôn dương, bình cộng 3 luôn dương. Đấy. Thế còn đáp án C này ta chưa thể khẳng định được. Đáp án C là 3x bình phương trừ 3 mà bảo y phẩy này dương ấy thì chưa có cơ sở. Thì đáp án có cơ sở nhất nó phải là đáp án gì các bạn? Đáp án A. Đấy. Thế nhá. Chưa kể là đáp án C này nếu mà giải tiếp ấy thì nó còn có hai điểm cực trị cơ, là x bằng cộng trừ 1. Ở bài này làm quái có điểm cực trị nào, cho nên chắc chắn đáp án C này này là đáp án sai. Đấy, thì có những bài các bạn thấy là thay điểm thì rất ok, nhưng cũng có những bài thay điểm xong nó vẫn chưa giải quyết được thì chúng ta lại bắt đầu liên quan đến cực trị. Vậy tóm lại ấy, là muốn xác định được thì em cứ nhớ đủ 3 yếu tố, thành thạo 3 yếu tố như sau. Một là nét cuối, đúng không? Một là nét cuối. Hai đó là thay điểm. Và ba đó là xét các điểm cực trị. Thì chắc chắn là đồ thị nào nó cũng sẽ lòi ra thôi nhá. Ok, đấy là câu 14. Tiếp tục tới đến câu 15 nào. Ở câu hỏi số 15. Đấy, câu 15 này thì đây cũng là hàm bậc 3 nhá. Đây các bạn thấy này, đây nó cũng rơi vào hàm bậc 3 này. Đấy, thấy không? Hàm bậc 3 này có chiều từ trái sang phải. Chiều từ trái sang phải thì hàm bậc 3 này luôn đi gì các bạn? Đi xuống. Luôn đi xuống. Luôn đi xuống tức là hệ số A âm. Vì vậy là ta loại luôn đáp án B. Đó. Tiếp tục bây giờ các em chọn thay điểm đi. Đồ thị hàm số này có hai điểm đi qua, đó là cái điểm này và cái điểm này. Điểm này là điểm mà x bằng 0 thì y bằng 2 các bạn ạ. X bằng 0 y bằng 2. Nhưng nếu em nhìn vào cả bốn đáp án còn cả ba đáp án còn lại này thì cả ba đáp án này nếu các em thấy x bằng 0 vào, nếu các em thấy x bằng 0 vào thì y đều bằng 3 cả. À đều bằng 2 cả. Cho nên điểm này nó không giải quyết vấn đề gì cả. Mà có lẽ điểm dưới này, điểm này nó sẽ có mấu chốt
giải quyết tốt hơn. Đó là nếu x bằng 1 thì y bằng âm 1. Nào, thế thì về nhìn cho thầy nào. Trong các đáp án còn lại, nếu x bằng 1 và y bằng âm 1 thì ta loại đáp án nào đây? Đấy, nếu x bằng 1 mà y bằng âm 1 thì ta loại đáp án nào? Thì các bạn sẽ loại đáp án D đã, bởi vì đáp án D là x bằng 1 ấy, thì y sẽ bằng âm 2 rồi đúng không? Trừ 1, trừ 3 là trừ 4. Đấy, tiếp tục ngoài đáp án C này. Trừ 1, trừ 4 là trừ 5. Đúng không? Trừ 1, trừ 4 là trừ 5. Trừ 5 cộng 7 là dương 2. Dương 2 cộng 2 là dương 4. Thì chứng tỏ là nếu x bằng 1 thì y bằng dương 4 cơ. Sai. Đấy. Thì đáp án A là đúng này. 1 trừ 1 cộng 3 là 2. 2 cộng 2 là 4. 4 trừ 5 là âm 1. Đấy, đáp án đúng là A. Thế như vậy ở câu 15 này chúng ta thay điểm thì lại được. Đúng không? Thay điểm thì lại ok. Đấy, như vậy vừa rồi là một loạt các cái câu hỏi về đồ thị hàm bậc 3 để giúp các em phân biệt được các cái dạng, các cái hình dáng hàm bậc 3. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với hàm phân thức. Nào, hàm phân thức bậc nhất. Câu 16. Đồ thị hàm số trên là của hàm số nào sau đây? Thì thứ nhất, đó là các em nhìn thấy đây là hàm phân thức bậc nhất rồi. Nên chắc chắn là các em loại đáp án C và đáp án D đi. Phân thức thì nó mới có hình dáng như này. Sau đó thì các em thể có nhiều phương án để tìm. Phương án đầu tiên đó là các em nhìn đường tiệm cận ngang này. Đường tiệm cận ngang ở đây. Các em nhớ là các em đã học qua bài đường tiệm cận rồi nhá. Ở trên hình vẽ này thể hiện cho các em là đường tiệm cận ngang này là y bằng 1. Tiệm cận ngang đây là có phương trình là y bằng 1. Trong hai đáp án này thì đáp án nào có tiệm cận ngang là y bằng 1? Thì do là các em đã học bài tiệm cận rồi cho nên em phải nhẩm nhanh ở đáp án B là y bằng 1 trên 1. Chứ còn đáp án A này là có tiệm cận là y bằng 2 đấy. Đấy, vì vậy là đáp án đúng nó phải là B. Đúng chưa? Như vậy 16B nhá. Ok men. Tiếp tục à. 17. Hình dáng trên là của hàm số nào sau đây? Tiếp tục ở câu 17, ta nhận thấy một điều, đây là hàm phân thức. Nhưng mà hàm phân thức này thì không giải quyết gì cả, bởi vì tất cả đây đều là hàm phân thức hết. Cho nên là bây giờ mình lại phải dùng các bạn dùng gì? Điểm đi qua xem ạ. Các bạn dùng điểm đi qua xem ạ. Ở đây các bạn nhìn thấy này, đồ thị hàm số đi qua điểm này. Các bạn thấy không? Đường cong này đi qua điểm này. Điểm này là điểm có tọa độ như nào? Đó là nếu x bằng 0 thì y sẽ bằng âm 1, x bằng 0 y bằng âm 1. Đó, x bằng 0 bằng 1. Thế trong bốn đáp án này thì đáp án nào x bằng 0 y bằng âm 1? Thì ta sẽ loại đáp án B đã. Bởi vì ở đáp án B này nếu x bằng 0 ấy thì y bằng 3 rồi. Ta loại tiếp cả đáp án D nữa. Vì sao? Bởi vì là nếu x bằng 0 ấy thì y bằng 2 rồi. B và D ta loại. Thế còn x bằng 0 y bằng âm 1 thì nó lại là hai đáp án A hoặc C. Hai đáp án này nếu thấy x bằng 0 y bằng đều bằng âm 1 nhé. Thế vấn đề nó còn nằm ở đâu? Thì vẫn còn một chi tiết nữa. Đó là chi tiết tiệm cận đứng. Thì nhìn đồ thị hàm số thì các em có thể thấy là đây chính là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này các em này. Đây, các bạn thấy không? Đây, đây là đường tiệm cận đứng này. Đấy. Và đường tiệm cận đứng này nó thấy là nó đi qua x bằng âm 1. Cho nên là đồ thị hàm số này có đường tiệm cận đứng là x bằng âm 1. Vậy nếu có đường tiệm cận đứng là x bằng âm 1 thì nó phải là đáp án nào trong hai đáp án này? Đáp án nào trong hai đáp án này? Thì bạn thấy là tiệm cận đứng nó sinh ra ở mẫu không? Tức là mẫu phải có nghiệm x bằng âm 1 thì nó phải là đáp án C. Đúng không nhỉ? Đáp án C các bạn thấy là nếu cho mẫu bằng 0 thì x bằng âm 1 mà. Đấy, còn đáp án A này thì x bằng 1 rồi, không đúng. Vậy câu 17 đáp án là C. Thế ở câu 17 là các em phải dùng đến hai yếu tố mới nhận ra được. Đấy là việc thay điểm, đúng không? Thay điểm là 1 và đường tiệm cận đứng là 2 thì mới ra đáp số cuối cùng. Đó. Ok. 18. Hình như ngoài trời đang mưa sao nhỉ? Có đúng không các bạn? Nhà các bạn có mưa không? Thầy đang ngồi trong phòng livestream nó kiểu nó cách âm ấy. Nhưng mà tai thầy thính ấy, nên là thầy vẫn nghe như là có tiếng mưa thì phải, có đúng không? Nhà các bạn có mưa không? Hay là thầy nghe nhầm nhỉ? Câu 18 nào. Đường cong trên là hình vẽ nào? Rồi, tiếp tục à. Các bạn nhìn câu 18. Ở câu 18 ấy thì là người ta hỏi về y phẩy thôi. Người ta hỏi về y phẩy. Thế bây giờ ta phải làm như nào? Thì đầu tiên, các em nhớ là bất cứ cái đồ thị nào ấy, bất cứ cái đồ thị nào thì các em luôn vẽ đường cong là từ trái sang phải nhá. Các em nhớ thầy này, bất cứ đồ thị nào thì ta luôn vẽ đường cong từ trái sang phải. Kể cả đồ thị này. Thế bây giờ các em nhìn là nếu mà các em vẽ đồ thị này thì các em thấy là nếu vẽ đường cong các bạn thấy là đi từ trái sang phải không? Đây, từ trái sang phải là đi như này. Đây, từ trái sang phải này, đi từ trái sang bên phải nhá. Phải phân biệt được đâu là trái, đâu là phải nhá. Đấy. Thế như vậy là
Ở trong câu này nếu các em vẽ từ trái sang phải ấy, thì các em thấy rằng là nó phải đi xuống đúng không? Đây, nó đang có cái chuỗi xuống đi xuống này, đi xuống đúng không? Thằng này cũng luôn đi xuống. Tức là đồ thị này là luôn luôn đi xuống. Luôn luôn đi xuống tức là ta còn hiểu nó là hàm số nghịch biến. Mà nghịch biến thì chứng tỏ là y phẩy phải âm. Cái này học từ bài đầu tiên rồi. Đi xuống là nghịch biến mà nghịch biến là âm. Thế như vậy là y phẩy phải âm. Cho nên là các em sẽ loại hai đáp án mà có y phẩy dương. Đó, hai đáp án y phẩy dương. Đúng nha. Ok. Thế còn hai đáp án này thì các em nhớ là phân thức này, phân thức thì nó phải có điều kiện x khác x0. Ngoài ra các em phải nhìn thấy đường tiệm cận đứng này, đường tiệm cận đứng rơi vào một. Đường tiệm cận đứng rơi vào một tức là cái đường tiệm cận đứng là x bằng 1. Nhưng nếu tiệm cận đứng là x bằng 1 ấy thì chứng tỏ là tập xác định nó phải là x khác 1. Đấy, các bạn nhớ điều kiện xác định nó phải là x khác 1. Bởi vì tiệm cận đứng này sinh ra ở mẫu mà. Cho nên đáp án đúng phải là đáp án C. Các bạn nhớ nha. Các em luôn nhớ là học học tiệm cận rồi đúng không? Tiệm cận là sinh ra ở mẫu. Đấy. Thế cho nên là kiểu gì mẫu cũng phải là x khác 1 thì mới có tiệm cận đứng là x bằng 1 à. Mưa to à? Ok. Thôi ở nhà học bài đúng không? Hy vọng mưa nó cuốn hết dịch bệnh đi, sớm cuốn hết dịch bệnh người ta còn đi. Rồi thôi chúng ta sẽ làm nhanh những câu này nhá. 19 20 21 này. Bên nó là hơi ngược cái cho hàm số và hỏi đồ thị, đúng không? Bây giờ lại đến những bài là cho hàm số và hỏi đồ thị. Thế thì đáp án câu 19 này là gì? Thứ nhất, các bạn để ý thấy đây là hàm trùng phương. Rồi. Thế sau đó thì các em thấy rằng là hàm trùng phương này ấy thì lại có x bằng 0 thì y bằng âm 1. Các bạn nhìn vào đây này. Nếu em thấy x bằng 0, đây, nếu em thấy x bằng 0 thì y bằng âm 1. Thế thì ta phải loại luôn cái hình 2 này đi, đúng không? Bởi vì hình 2 này x bằng 0 y tít ở trên này cơ mà. Đấy. Và em loại luôn cái hình 3 này đi. Bởi hình 3 là x bằng 0 thì y bằng 0. Rồi. Tiếp. Thế còn hai hình này đều có thể là x bằng 0 y bằng âm 1 được. Thế loại thì cần làm như nào? Thì bây giờ các bạn lại phải xét vào cực trị này. Lớp nhìn thấy rằng là hàm trùng phương này có A và B trái dấu. A, B trái dấu. Thì theo lý thuyết thầy đã dạy rồi, nếu hai hệ số A và hệ số B này trái dấu thì nó phải có đến 3 điểm cực trị. Đúng chưa? 3 điểm cực trị. Và 3 điểm cực trị thì nó phải là đáp án này đúng không? Nó phải là hình 1. Đấy, như vậy câu 19 này nó phải là hình 1 là đáp án D. 3 điểm cực trị. Đây. Còn đây nó chỉ có 1 điểm cực trị thôi, không đúng. Nó phải là đáp án D. Hiểu không nhỉ? Các bạn chú ý nhá, 19 đáp án là D. Ok. Cái này lý thuyết, cái video lý thuyết thì đã dạy các bạn rồi đấy, đúng không? Tiếp vào câu hỏi số 20. 20 đi các em. Ở câu 20 này thì thực ra lại rất là nhanh. Câu 20 này thì rất là nhanh. Nếu mà bạn chọn phương án thay điểm, bạn nhận ra đây là hàm trùng phương. Nhưng cả bốn cái này đều có thể là hàm trùng phương. Nhưng nếu mà bạn nhận xét nhanh là nếu x bằng 0 này, bạn thấy x bằng 0 vào đây, x bằng 0 thì y cũng bằng 0. Điều đó chứng tỏ là đồ thị hàm số này phải đi qua gốc tọa độ. Thì trong bốn đáp án này thì chỉ có một đáp án đi qua gốc tọa độ thôi các em ạ. Đó là đáp án C. Đó là điểm này, 0 0. Các đáp án còn lại không hề đi qua gốc tọa độ, đường cong không hề đi qua gốc tọa độ. Như vậy đáp án đúng phải là C. Đấy thì nếu mà ta có thể nhìn ra được cái điểm mấu chốt thì bài toán nó kết thúc rất là nhanh. Không cần phải loại bỏ quá nhiều tình huống nữa, đúng không? Ok. Tiếp 21. 21 đáp án gì các bạn nhỉ? Nào, trả lời thầy mà, 21 đáp án gì ạ? Ở câu 21 này, đồ thị trên là bậc 4 trùng phương, nhưng cả bốn cái này đều có thể là trùng phương. Nhưng bạn bắt đầu nhìn hệ số A này các bạn, hệ số A này âm. Hệ số A là âm 1 mà. Hệ số A âm thì chứng tỏ là đáp án A này sai, tại vì hệ A này đi lên. Và D cũng sai luôn, bởi vì D đi lên. Đó. Tiếp. Thế thì trong hai đáp án B và C là đáp án nào? Thì các bạn lại nhìn thấy một điều nữa là A và B này trái dấu, đúng không? Các bạn thấy này, A âm, B dương, trái dấu, A nhân B. Trong hai thằng này trái dấu nhau. Và nếu trái dấu thì nó phải là có 3 cực trị. Vậy đáp án đúng là B. Đấy thì nó, nhìn nó nhanh được như vậy. Đúng chưa? A, B trái dấu thì đáp án là B nhá. Ok, tiếp tục câu 22 này. Câu 22 này. Hàm số nào đây? Thôi tôi viết sang bên này nhá. Y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình phương trừ 1. Nó sẽ là của hình dáng nào đây? Nào các bạn nhìn cho thầy. Hình mấy?
Thế bạn mới nhìn thấy là ở câu 22 này ấy, đầu tiên hệ số A đi xuống đã, bởi vì A âm. Hệ số A âm như vậy là nét cuối cắm xuống. Nét cuối cắm xuống thì ta loại hình 3 đi và ta loại hình 4 đi, đúng không? Vì hình 3, hình 4 là nét cuối hướng lên cơ. Đấy. Tiếp à, vấn đề nó còn ở điểm thay điểm nữa. Ở đây các bạn nhìn thấy rằng là các em có thể hoàn toàn thay điểm rất nhanh này. Với cái hàm số này thì nếu em cho x bằng 0, nếu cho x bằng 0 thì y sẽ phải bằng âm 1. X bằng 0 thêm vào đây thì y bằng âm 1. Vậy đồ thị hàm số này đi qua điểm 0 và âm 1. 0 và âm 1 thì chỉ có thể là hình 1 mà thôi, đúng không? X bằng 0, y bằng âm 1. Đấy, đã là điểm bài này. Vì vậy câu 22 này thầy đáp án là hình 1, là đáp án B, 22B. Được chưa? Đấy thì ở những cái câu này là ta lại suy từ hàm số để nhìn ra hình dáng của đồ thị. Nhưng về cơ bản là nó cũng không hề thay đổi. Rồi, tiếp tục. 23 nào, 23 đáp án gì? Hàm số mà các em cần xét là hàm số y bằng x mũ 3 cộng x trừ 2. Nào, đây cho các em hình dáng gì của thằng nào đây? Ta nhìn vào đâu để ta nhận diện nhanh được bài này? Nào, A, B hay C, D này, ta nhìn vào đâu? Câu này nhìn đâu là nhanh nhất theo các em? Câu này, nhìn vào đâu để ta nhận diện được đồ thị của thằng này nhanh nhất? Đó là nhìn vào gì các bạn? Y phẩy, đúng không? Nhìn vào đạo hàm thì là nhanh nhất. À không, thay điểm cũng nhanh, đúng không? Thay điểm cũng nhanh. Có bài này có hai cách nhá, bài này có hai cách. Cách đầu tiên này là cách các bạn thấy là y phẩy này luôn âm, à là luôn dương. Cách một nhá là nhìn vào y phẩy đây bằng 3x bình phương cộng 1. 3x bình phương cộng 1 thì chắc chắn dương. Vậy nếu dương ấy thì đồ thị này luôn đi lên, thì chỉ có một đáp án luôn đi lên rồi là đáp án D, đi từ dưới vút lên. Đấy, đúng không? Các đáp án còn lại là không luôn đi lên đâu, các đáp án còn lại thì cứ vòng vèo vòng vèo. Còn cách thứ hai ấy, cách thứ hai là điểm, đúng không? Cách thứ hai là điểm. Điểm thì các em nhìn thấy rằng là nếu x bằng 0 thì y bằng trừ 2. Nếu x bằng 0, y bằng trừ 2 thì trong bốn đáp án này thì cũng chỉ có một điểm là đáp án này thôi, là x bằng 0 thì bằng trừ 2. Thế như vậy là bài toán nó có hai hướng để có thể nhìn ra nhanh nhá. Các em chọn cách nào thì cũng được. Đấy. Được chưa? Nhưng ta phải hiểu là ta có nhiều công cụ, đúng không? Nhiều công cụ. Tiếp tục. Câu này thì lại câu này lại giống câu trên rồi, xin lỗi các bạn nha. 24 D nha, 23 24 lại giống nhau mất. Sorry sorry các bạn. Sorry nha, 24 thế nha. Nào, tiếp tục. 25 à? 25 đáp án gì ạ? 25. Hàm số y bằng x cộng 1 chia cho trừ x cộng 1 là có hình dáng như là đồ thị nào? Đấy, và ta nhìn vào đâu? Câu 25 à? Ở câu 25 thì bây giờ các em thay điểm đi. Các bạn thay điểm cho thầy đi. Các em thấy là ở trong này ấy, thì hướng đầu tiên em thay điểm này là nếu em thấy x bằng 0. Nếu em thấy x bằng 0 thì y sẽ bằng 1 trên 1 là y bằng 1. Như vậy là đường cong ấy, đường cong là luôn đi qua điểm x bằng 0, y bằng 1. Thì bây giờ bạn nhìn đường cong x bằng 0 và y bằng 1 thì đáp án A này sai. Bởi vì là đường cong nó đâu đi qua điểm này, đúng không? Đáp án B này cũng sai này. Đấy. Thế trong hai đáp án này thì có đều có đường cong đều đi qua x bằng 0, y bằng 1. Đây, đều đi qua x bằng 0, y bằng 1. Rồi. Thế bây giờ ta nhìn vào đâu nữa? Ta nhìn vào đâu để ta nhận ra? Thì ta nhìn vào đường tiệm cận ngang cũng được. Các bạn nhìn vào đường tiệm cận ngang nhá. Nếu ai nhìn nhanh ấy thì các em thấy là hàm số này này, đồ thị hàm số này có đường tiệm cận ngang, đó là y bằng âm 1. Có công nhận không? À đâu? Sorry các bạn, tiệm cận đứng chứ, đúng không? Nhìn vào tiệm cận đứng, sorry. Tiệm cận đứng bằng cách cho mẫu bằng 0. Cho mẫu bằng 0 tức là trừ x cộng 1 bằng 0 thì x bằng 1. Như vậy là đồ thị hàm số này có tiệm cận đứng là x bằng 1. Thế thì trong hai đáp án này thì hai đáp án nào mà có tiệm cận đứng bằng 1 thì chỉ có đáp án D thôi. Đúng chưa? Đấy, đáp án D thôi. Bởi vì góc tọa độ đây này, đây là đường tiệm cận đứng x bằng 1 này. Đấy, thế thôi. Chuẩn chưa? Chuẩn, đúng không? Ok, 25D. Thằng này là tiệm cận đứng x bằng âm 1 nữa các bạn nhá. Đây là x bằng âm 1 này, không phải. 26. Y bằng 2x trừ 1 trên x trừ 3. Nó là của đồ thị hàm số nào? Câu này thì có vẻ là nhanh được. Nào, 2x trừ 1 trên x trừ 3 nó là của hình dáng nào đây? Thì tiệm cận đứng ở bài này là không giải quyết được rồi. À, tiệm cận đứng giải quyết được. Ở đây các bạn có tiệm cận đứng là x bằng 3 cho mẫu bằng 0 này. Tiệm cận đứng là x bằng 3.
Vì vậy các bạn loại đáp án D đi, đúng không? Đáp án D là có tiệm cận đứng x bằng 2 nhé các bạn nhé. Rồi, thế bây giờ ta lại nhìn vào cái gì tiếp? Bạn nhìn vào tiệm cận ngang các bạn ạ. Bạn nhìn vào tiệm cận ngang. Tiếp tục này, tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang các em thấy là y bằng 2 trên 1 là y bằng 2. Thế trong các đồ thị còn lại thì tiệm cận ngang thì em loại đáp án C. Bởi vì đáp án C này là y bằng âm 2 cơ. Đây là đường tiệm cận ngang, các bạn phải nhìn được đường tiệm cận ngang nhá. Đây này, đây là đường tiệm cận ngang, đáp án C là y bằng âm 2 thì không đúng. Bởi tiệm cận ngang là y bằng 2 cơ. Rồi, đấy còn hai đáp án A và B. Trong hai đáp án này đều có tiệm cận ngang là y bằng 2 và x bằng 3 rồi. Thế đi qua cái gì nữa thì các bạn thấy là đáp án nó phải là A. Bởi vì là các em thấy rằng là cái đồ thị này này là đi qua x bằng 0, y bằng 0. Có đúng không? Cái đồ thị hàm số B này này thì nó đi qua điểm x bằng 0, y bằng 0 thì không đúng. Bởi vì là nếu x bằng 0, y phải bằng 1 phần 3 cơ. X bằng 0, 1 phần 3 nó phải là cái điểm ở đây này. Đấy, x bằng 0, y bằng 1 phần 3 đây này. Đấy, đây là y bằng 1 phần 3 này. Đáp án đúng phải là A. Đáp án B này x bằng 0, y bằng 0 là không được. Đúng không? Đấy, x bằng 0, y bằng 1 phần 3. Ok, đáp án là A nhá. Nói chung nhìn bài này về ý tưởng thì dễ, nhìn nó hơi đau mắt thôi. Rồi, 27. Nhanh vào 27 đi, đáp án gì đây? Nào thì viết lại đây nha. Y bằng x cộng 1 trên trừ x cộng 1. Hình như các bạn vừa làm xong nhau nha. Nào, hình dáng nào. Thế bây giờ các bạn thay x bằng 0. Thay điểm trước này. Thực ra thay điểm nó vẫn là hay nhất đúng không? Thay điểm. Thì điểm đi qua là x bằng 0, y bằng 1. Nếu x bằng 0, y bằng 1 ấy, thì đáp án đúng sẽ loại đáp án C và loại đáp án D đi. Bởi vì đáp án C x bằng 0, y bằng âm 1 này. Đáp án D là x bằng 0, y bằng âm 1 này. Loại đi. Rồi. Thế chỉ còn A với B thôi. Thì ta nhìn vào đâu? Các bạn có thể nhìn vào đường tiệm cận đứng đi. Nhà các bạn nhìn vào tiệm cận đứng đi. Đây các bạn nhìn nhanh là tiệm cận đứng là cho mẫu bằng 0 này. Cho mẫu bằng 0 thì tiệm cận đứng là x bằng 1 nha. X bằng 1 là tiệm cận đứng. Thì trong hai đáp án này thì đáp án nào có mới có x bằng 1 là tiệm cận đứng thì nó phải là đáp án B. Bởi vì đây này, các bạn thấy không? Đây là đường tiệm cận đứng này. Và đi qua đúng là đi qua x bằng 1 cho nên đáp án đúng là B. Còn đáp án A thì tiệm cận đứng là x bằng âm 1 cơ. Đây này, đáp án A tiệm cận đứng là đi qua x bằng âm 1 thì không được. Sai. Rồi, 27B. Đấy. Thì bây giờ chúng ta vừa nhận diện hàm phân thức nhá. Rồi. Tiếp tục ta đến những cái câu hỏi liên quan đến bảng biến thiên. Các bạn nhìn đồ thị nhiều rồi, bây giờ các bạn thử nhìn bảng biến thiên xem có được không. Nhắc lại một lần nữa là trong 27 câu đầu tiên là các bạn nhìn đồ thị rồi. Bây giờ các em thử nhìn bảng biến thiên để suy luận xem cho nó quen nhá. Thực ra các bạn nhớ là bảng biến thiên với đồ thị thì cơ bản nó giống nhau. Đấy, cho nên là nhìn bảng biến thiên hay nhìn đồ thị thì cũng như nhau cả. Chẳng qua là mình làm nhiều để mắt mình nó quen với cả cái hình dáng ấy thôi. Quen với hình ảnh đấy, chính xác là quen với hình ảnh vậy. Đúng không các em? Ừ. 28 nè. Nét cuối này, cũng nhìn vào đây đúng không? Nét cuối đi lên, nét cuối đi lên, A dương. A dương là loại đáp án C. Tiếp này, các bạn nhìn này. Nó là điểm này. Điểm này là điểm mà có x bằng 0, y bằng 2. X bằng 0, y bằng 2 chỉ có đáp án A mà thôi. Hay là x bằng 0, y bằng âm 2, x bằng 0, y bằng âm 1. Sai đúng không? Điểm duy nhất x bằng 0, y bằng 2. Đấy, đáp án A. Thế thôi, đúng không? 28A. 29 nè. Nào, nhìn 29 nữa ta. Đáp án gì đây? Comment nào. Đấy, dịch lại phải uống nước to, chén nước to cho đỡ phải đi chợ. Nguyễn Quang Minh đáp án B à? Ờ, ok em, nhưng mà không đúng rồi. À đúng rồi, xin lỗi các bạn, đáp án B đúng rồi. Đấy, thực ra thế đã để bảng đáp án rồi đúng không? Đấy, 29 đáp án là B. Thế tại sao ta nhìn ra đáp án B? Bởi vì là như này, có một vấn đề đó là thay điểm là nhanh nhất đúng không? Các bạn thấy là nó x bằng 1, y bằng 1. X bằng 1, y bằng 1 ấy. Tất nhiên là có nhiều đáp án, x bằng 1, y bằng 1 cũng nhiều đáp án.
Đó thì là đây, x bằng 1 y bằng 1 thì loại đáp án A và loại đáp án C đi. Thế còn hai đáp án này đều có x 1 y bằng 1. Thế bây giờ ta nhìn nhận vấn đề như nào? Đấy thì các bạn mới thấy rằng thằng này là không có cực trị. Không có điểm cực trị. Vì cực trị nó phải nhấp nhô cơ đúng không em? Cực trị phải nhấp nhô cơ. Thế thì nếu không có cực trị thì suy ra một vấn đề đó là y phẩy này. À mà là y phẩy luôn dương này các bạn, y phẩy luôn dương này. Và y phẩy này luôn dương. Đấy, luôn dương này. Thì trong hai đáp án này ấy, thì có thằng B này là y phẩy luôn dương này. Bởi vì y phẩy nó là 3x bình phương trừ 6x cộng 3. Thằng này là dương chắc. Bởi vì nó là hằng đẳng thức này, đúng không? Đấy. Đó là hằng đẳng thức 3 nhân x trừ 1 tất cả bình, chắc chắn là dương. B. Ok, tiếp tục 30. Nào, bảng biến thiên trên cho ta cái gì đây? Thế thì ở câu này đầu tiên ta cứ nhìn nét cuối đi, nét cuối là hướng lên này. Vậy A âm loại đáp án B. Tiếp. Thay điểm này, thay điểm. X bằng 0, y bằng âm 1. Nếu x bằng 0, y bằng âm 1 thì ta loại đáp án A. Bởi vì đáp án A nếu x bằng 0 thì y bằng 1 mất rồi. Thế bây giờ còn C với D thì ta chọn cái nào? Đấy, ta chọn cái nào thì bây giờ các bạn lại phải nhìn tiếp. Nhìn tiếp về điểm cực trị của nó. Các bạn chú ý nhá, giữa đáp án C và đáp án D này thì ta phải nhìn vào điểm cực trị. Ở đây các bạn thấy là có hai điểm cực tiểu là x bằng âm 1 và x bằng 1, đúng không? Hai điểm cực tiểu là x bằng âm 1 và x bằng 1. Chứng tỏ là y phẩy bằng 0 ấy là phải có nghiệm. Và chính xác là có 3 nghiệm là x bằng âm 1, x bằng 0 và x bằng 1. Đấy. Thế trong hai đáp án này thì cái y phẩy bằng 0 nào có 3 nghiệm như vậy thì đáp án đúng nó phải là C. Như bạn Ngọc Trang ấy. Thì các bạn thấy là y phẩy nó sẽ bằng là 4x mũ 3 trừ đi 4x. Và nếu em giải y phẩy bằng 0 này thì đúng là có 3 nghiệm thật, đấy là x bằng 0, x bằng âm 1 và x bằng 1. Cho nên đúng là C. Chứ còn cái đáp án D này mà các bạn tính y phẩy bằng 0 là không được không? Y phẩy bằng 0 này nghiệm nó lẻ, nghiệm lẻ tương bừng ấy đúng không? Đấy, đáp án D này không đúng. Chỉ có đáp án C này mới tạo điều kiện là có 3 điểm cực trị thôi. Ok. 31. 31. Thằng nào đây? Loại đáp án C là đúng không? Vì nét cuối đi xuống mà, nét cuối đi xuống tức là A âm, loại C này. Thay điểm nào, bây giờ ta thay điểm đi nhỉ. X bằng 0, y bằng âm 2. X bằng 0 mà y bằng âm 2 thì cả ba đáp án còn lại này đều đúng, đúng không? Thế như vậy cái điểm x bằng 0, y bằng âm 2 là không có giá trị rồi. Đấy. Thế bây giờ ta còn x bằng 2, y bằng 6. Nào, x bằng 2, y bằng 6 đáp án gì đây? Đáp án A để thử nhá. Trừ x mũ 3 cộng 6x trừ 2 này. Bây giờ ta thay x bằng 2 xem y có bằng 6 không? X bằng 2. Sai rồi, A sai này. Đáp án B trừ 3x mũ 3 cộng 9x bình phương trừ 2 thay này x bằng 2. Sai rồi. Thì trừ đáp án D thôi đúng không? 31D. D thì chắc là x bằng 2 bằng 6 ấy đúng không? Rồi Hoàng Minh Tâm tốt. Tiếp à? Ba mươi hai. Bảng biến thiên là của thằng nào đây? Ở bảng biến thiên này thì các em sẽ thấy là nét cuối vẫn đi lên. Ở câu 32 các bạn nhìn nhanh này, nét cuối nó vẫn đi lên cho nên đáp án A sai, đáp án D và cũng sai nốt, đúng không? Thế bây giờ bạn nhìn vào đâu thì bạn mới thấy như này, bài này không thay điểm được bởi vì là làm gì có y mà thay. Bạn mới nhìn ra hai vấn đề là cực đại và cực tiểu. Như vậy là cực đại là x bằng 0 và cực tiểu là y bằng 2. Điều đó chứng tỏ là cái nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0 ấy là nó phải ra được x bằng 0 và x bằng 2. Đúng chưa? Và vì vậy là trong hai đáp án này thằng nào là x bằng 0 và x bằng 2 thì chỉ có đáp án B thôi. Đáp án B các bạn tính y phẩy nhá, nhắc lại là phải tính y phẩy nhá. Y phẩy bằng 3x bình phương trừ 6x. Và nếu em giải phương trình y phẩy bằng 0 này thì đúng là x bằng 0 và x bằng 2 thật. Đấy. Thế còn đáp án C này là nếu giải y phẩy bằng 0 là x bằng 0 và y bằng âm 2 cơ. Đúng không? Thằng này là nghiệm x bằng 0 y bằng âm 2 cơ. Cho nên đúng nó phải là B. Thế tức là ta lại nhìn nhìn vào y phẩy. Ok, 33. Rồi, hàm số nào đây? Nào nhìn nhanh này. Khi ta nhìn đồ thị thì ta nhìn được các đường tiệm cận, nhưng mà ta nhìn vào bảng biến thiên ta cũng nhìn được tiệm cận chứ không phải là không. Nhìn vào hai cột hai gạch này đúng không? Nhìn vào chỗ không xác định hai gạch này thì đây chính là đường tiệm cận đứng này.
Vậy nhìn vào đây ta nhìn thấy là tiệm cận đứng là x bằng 2. Và nếu tiệm cận đứng là x bằng 2 thì dẫn tới là mẫu của mình ấy, mẫu số của mình nó phải là x trừ 2 bằng 0 đúng không? Mẫu nó phải chuyển về là x trừ 2. Cho nên đáp án D sai, đáp án A sai. Được chưa? Rồi, xong các bạn nhìn gì tiếp à? Các bạn nhìn gì tiếp? Ở đây các bạn phải nhìn gì? Tiếp tục các bạn phải nhìn y phẩy ấy. Bài này muốn xác định nốt đáp án B, C các bạn nhìn vào y phẩy. Ở dòng y phẩy này các em thấy là y phẩy này luôn gì các bạn? Luôn âm. Y phẩy luôn âm. Thế y phẩy mà luôn âm ấy thì trong hai đáp án này đáp án nào đúng? Thì chỉ có đáp án C thôi. Bởi vì đáp án C này nếu các em tính đạo hàm ra thì các em đạo hàm ra được là -3 trên x trừ 2 tất cả bình. Và có thể khẳng định chắc nịch là y phẩy này luôn âm. Còn đáp án B này y phẩy nó bằng 1 đấy. 1 trên x trừ 2 tất cả bình. Y phẩy ở đáp án B này là dương cho nên sai. Các bạn nhớ là y phẩy luôn âm. Vì vậy đáp án đúng là C. Đấy, cứ linh hoạt mà nhìn thôi, đúng không? Ok nha. Tiếp. Câu 34 à? Cho 3 hình dáng đồ thị hàm số được đánh số là 1, 2, 3. Hỏi phương trình này có thể là của thằng nào? Nào, có thể là của thằng nào? 34. Nào, 34 đi. Nào, bây giờ ta thử nhìn nha. Hàm số này có thể nhận được hình dáng của đồ thị nào sau đây? Đấy, thì cái này nó rất là dễ thôi. Câu này thì thực ra mất một ít giây thôi. Đầu tiên ấy, đây là hệ số A dương có đúng không? Các bạn nhìn này, hệ số A dương. A dương cho nên là nét cuối nó phải đi lên. Vì vậy loại luôn hình 2, đúng không? Loại luôn hình 2. Tiếp. Bây giờ các bạn tính y phẩy ở đây, các bạn tính y phẩy này. Y phẩy đây nó bằng là 3x bình phương cộng 2bx trừ 1. Và y phẩy cho y phẩy bằng 0. Cái y phẩy này nó cho các bạn điều gì? Phương trình y phẩy bằng 0 này ấy, phương trình y phẩy bằng 0 này là một phương trình bậc 2. Đây là phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 này có hệ số A và hệ số C trái dấu. AC trái dấu. Có AC trái dấu. Đúng không? Một thằng là 3, một thằng là âm 1 mà. Mà theo kiến thức cấp 2 các em học là phương trình bậc 2 mà có AC trái dấu thì chắc chắn là phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đấy. Phương trình hai nghiệm phân biệt nha. Và nếu có hai nghiệm phân biệt thì nó dẫn đến một chuyện là có hai điểm cực trị. Vậy đồ thị hàm số này phải có hai điểm cực trị, chuẩn chưa? Và vì thế là trong hai đáp án còn lại này thì chỉ có đáp án là hình 1 này thôi là có hai điểm cực trị, đó là điểm này và điểm này, hai điểm nhấp nhô. Còn điểm này thì không có cực trị nào cả, bởi vì nó luôn đi gì các bạn, luôn đi lên. Yeah, vì vậy đáp án chỉ có thể là hình 1 thôi, đáp án D. Cái này các bạn hiểu không nhỉ? Đấy, mình phải nhìn nhận xét nó rất là khéo. Các bạn phải nhận xét nó rất khéo. Phương trình y phẩy bằng 0 là phương trình bậc 2 mà có hệ số AC trái dấu. Mà trong bậc 2 AC trái dấu chắc chắn là sinh hai nghiệm phân biệt, delta dương mà. Thì khi đó thì chỉ có thể đáp án 1 thôi. Ok nha. Rồi, 35. 35. Các bạn nha, mày chỉ cần một giây là xong. Nhưng nếu mà các bạn tỉnh táo. Ở câu 35, người ta đang nói cái quái gì đây? Người ta bảo là cho hàm số bậc 3. Bây giờ người ta bảo nếu hình dạng của đồ thị hàm số như thế này, nếu hình dạng của đồ thị hàm số như thế này thì hàm bậc 3 này là gì? À, thì tổng của A cộng B cộng C cộng D bằng bao nhiêu? Tức là tổng các hệ số bằng bao nhiêu? Thì câu này trông có vẻ là dài, nhưng mà thực ra câu này ngắn đi rất rất nhiều. Người ta muốn là tính tổng A cộng B cộng C cộng D ấy. A cộng B cộng C cộng D tức là người ta muốn bỏ chữ X đi. Đấy, người ta muốn bỏ chữ X đi. Mà nếu muốn bỏ chữ X đi thì em chỉ việc thay X bằng 1 là được. Có công nhận không? Nếu em thay X bằng 1 vào cái hàm số này thì hàm số này các bạn thấy rằng là như vậy F1 sẽ bằng
A cộng B cộng C cộng D. Đấy, thấy không, một vào. Được chưa? Và phần còn lại ấy, là em chỉ cần nhìn vào trên đồ thị thôi, là nếu x bằng 1 thì fx bằng bao nhiêu. Thì ta mới thấy rằng đây, nếu x bằng 1, đây chính là điểm x bằng 1 này. Và x bằng 1 này thì y tương ứng sẽ bằng 0. Vậy đây là điểm x bằng 1 thì y bằng 0. Hay nói cách khác, nếu x bằng 1 thì f1 sẽ bằng 0. Và vì vậy tổng A cộng B cộng C này bằng 0. Cho nên đáp án đúng của câu này là câu C. Rất nhanh đúng không? Không cần phải tìm A, B, C, D. Đấy. Còn nhiều bạn là các em sẽ đi theo con đường là tìm xem A bằng bao nhiêu, tìm xem B bằng bao nhiêu, tìm xem C bằng bao nhiêu và tìm xem D bằng bao nhiêu. Nhưng đấy nó quá là dài. Đấy. Đấy là ở trên trang thầy trí.vn, chắc các bạn biết rồi đúng không? Trên trang thầy trí.vn thì thầy đã cập nhật mới nhất những cái kiến thức mà các em sẽ thi cử ở trên trường, trên lớp hay là ở trong các đề thi đại học. Đấy, thầy đã cập nhật rất đầy đủ rồi. Toàn bộ các cái bài tập của chương trình mà chúng ta chuẩn bị luyện tập ở đây đều có các bài giảng đầy đủ và video dạy lý thuyết, tài liệu đính kèm, bài tập về nhà và video giải bài tập về nhà. Các bạn nhớ là cái phần giải bài, những bạn nào các bạn học ở trên thầy trí.vn các bạn biết đúng không? Đây là phần giải bài tập về nhà này, chính là thầy trực tiếp thầy quay video chữa bài tập về nhà để giải thích cho các em cận kẽ nhất. Thế thì thầy nói qua ở cái chương hàm số thì các bạn có những vấn đề gì? Thì chúng ta có khoảng 10 bài đúng không? Bài tính đơn điệu hàm số này, bài cực trị hàm số, bài min max, bài tiệm cận, các bài toán về đồ thị, các bài toán về sự tương giao của đồ thị, rồi đến lớp các bài toán về đồ thị đạo hàm, bao gồm là tính đơn điệu, bao gồm cực trị, đếm số nghiệm tương giao đúng không? Cực trị trị tuyệt đối và cuối cùng là phần phương trình tiếp tuyến. Đấy thì đấy là những cái kiến thức mà năm lớp 12 các em sẽ gặp và các em sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Vừa rồi là các em có học về phần đồ thị hàm số với những cái bài toán về nhận biết hệ số. Thì mọi người đã làm bài tập về nhà chưa? Không lười đâu các bạn. Lười là tòi đấy. Hiếu Nguyễn làm rồi. Ok, chào Ngọc Trang nhá. Ủi oải vì là các bạn có học hành gì đâu. Các bạn học của thầy là sung ngay mà. Mỏi quá. Giãn cách thì không biết đến bao giờ. Sáng dậy đọc tin lại, có thể giãn cách thêm tuần 2 tuần nữa. Chả biết đến bao giờ mới trở về được cuộc sống bình thường. Nhà. Chứ đáp án toàn sai á. Sao lại thế? Hay là đáp án làm sai? Đây, em về mình thử làm nhá. Nào, thôi thầy chữa bài cho đúng giờ nhé. Các bạn có thể lấy file bài tập về nhà từ buổi ngày hôm trước để chúng ta bắt đầu. Nào, câu hỏi số 1 này. Ở đây là nhóm bài toán thuộc phần 2 của bài đồ thị hàm số, là những bài mà mình phải nhận xét hệ số này đúng không? Đấy, thay vì chỉ là nhìn hình dáng của đồ thị để nhìn ra hàm số nào thì bây giờ ta phải nhận xét, nói chung là nó một cách tổng quát hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những cái hàm mình gọi là hàm bậc 4 trùng phương. Lớp có thể nhìn thấy rằng là đồ thị này là đồ thị bậc 4 trùng phương. Vậy làm thế nào để xác định được các cái hệ số ở trong đồ thị bậc 4 trùng phương? Thì theo nguyên tắc đầu tiên là cứ nhìn nét cuối đã đúng không? Trong phần 1 các em đã biết nét cuối là gì rồi. Ở đây nét cuối các em thấy là nét cuối đi lên. Đi lên chứng tỏ hệ số A dương. Vậy ta có A dương. Đó. Tiếp theo, trong bậc 4 trùng phương ấy, thì các em cần nhìn số điểm cực trị. Ở đây lớp nhìn thấy nó có 3 điểm cực trị nhấp nhô này đúng không? 3 điểm nhấp nhô này. Thế như vậy là có 3 điểm cực trị. Mà các em được học rằng là nếu có 3 điểm cực trị thì tức là A và B nó sẽ phải trái dấu nhau. A và B trái dấu nhau hay còn gọi là A nhân B thì nhỏ hơn không đấy. A, B trái dấu. Đó. Thế mà A thì dương bố mất rồi, A thì dương rồi. A dương rồi mà A nhân B nhỏ hơn không thì tức là B phải âm. Đúng nha? Do A dương cho nên B phải âm. Đấy. Như vậy cái B này phụ thuộc vào số điểm cực trị của hàm trùng phương. Trong lý thuyết thầy đã dạy rồi, đúng không? Ok. Và cuối cùng là C này phụ thuộc vào đâu?
C này sẽ phụ thuộc vào giao điểm của đồ thị với trục tung. Trục tung của các em nó là trục OI này. Đây. Thì giao điểm của đồ thị, giao điểm của đường cong với trục tung chính là cái C. Đây chính là C này. Đó. Và cái C này thì lớp nhìn thấy là C này đang dưới số 0, đúng không? Như vậy C này sẽ mang giá trị âm. Rồi, như vậy A dương, B âm. A dương, B âm và C âm, cho nên công 1 của thầy đáp án là B. A dương, B âm và C âm. Đấy. Thì nhận xét hàm trùng phương là dễ nhất. Đúng không ạ? Nhận xét hàm trùng phương là dễ nhất. Không có gì dễ bằng, rất nhanh. Tương tự là câu 2 nào, chúng ta đến câu 2 này. Nhận xét nào sau đây là đúng? Thì đầu tiên là các em quan sát hàm này là hàm trùng phương. Hàm trùng phương mà bây giờ các em nhìn thấy nét cuối này, theo cái chiều này nét cuối là đi xuống như vậy là A âm. Vậy đầu tiên ta có nhẹ nhàng A âm 1. Tiếp theo nhìn vào số điểm cực trị này các em này, số điểm cực trị. Ta thấy là đồ thị hàm số này có 3 điểm cực trị. Như vậy vì là có 3 điểm cực trị, 3 điểm cực trị cho nên là AB trái dấu. A nhân B là trái dấu, là nhỏ hơn không? Thế mà A âm rồi, A thì âm rồi thì trái dấu thì B phải dương. Rồi chào Ngân Hương nhá. B dương. Đó. Và cuối cùng các em nhìn giao điểm của đường cong với trục tung thì em thấy là giao điểm của đường cong với trục tung nó chính là điểm này. Và điểm này có tọa độ là -3, như vậy C âm. C bằng âm 3 này, C bằng âm 3 như vậy C âm. Vậy A âm, B dương và C âm cho nên đáp án đúng của câu 2 này là đáp án C, đúng không? 2C. Đấy, hàm trùng phương này rất nhanh thôi. Rồi, thế như vậy tương tự các em thấy là ta lại đến câu 3 này là y xì này. Ở câu 3 ta làm như sau. Đầu tiên đó là ta thấy nó nét đi xuống A âm 1 này. Tiếp tục là có 3 điểm cực trị, đúng không? 3 điểm cực trị, 3 điểm cực trị. Như vậy là AB trái dấu, tức là B phải dương. A âm rồi thì B phải dương. Ok, và cuối cùng đó là các em thấy được là giao điểm với trục tung. Đây các bạn thấy là đồ thị hàm số này, giao điểm với trục tung ở đây C. Như vậy C dương. C dương bởi vì là C lớn hơn 0 này. Đúng chưa? Rồi đấy thì hàm trùng phương nó làm rất nhanh đúng không? Chả có cái quái gì. Hàm bậc 3 với hàm phân tích thì dài chứ hàm trùng phương thì chả có mấy. Câu 4 đi nào. Ở câu 4 này thì đây cũng sẽ được gọi là hàm trùng phương nha. Với trường hợp nào. Nhưng đầu tiên là nét cuối đi lên đã đúng không? Nét cuối đi lên. A dương 1 này. Tiếp theo là hàm số này nó chỉ có một điểm cực trị thôi. Một điểm cực trị. Mà các em phải nhớ là trong hàm trùng phương ấy, hàm số sẽ có một điểm cực trị khi mà A và B, tích của A nhân B lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, A nhân B nhỏ hơn 0 thì có 3. Nhưng thế thì A nhân B lớn hơn hoặc bằng 0 thì sẽ có gì các bạn? Có 1. Đấy, thế mà A dương rồi đúng không? A thì dương rồi. Thế như vậy A dương thì B cũng phải dương. Dương thì mới được. Như vậy B lớn bằng 0. Ok. Và cuối cùng C. C thì vẫn là giao điểm với trục tung, trục tung trục OI này. Như vậy đường cong này cắt trục tung ở đây là C. Như vậy C này gì các bạn? C âm. Ok, như vậy A dương, B lớn hoặc bằng 0 và C âm cho nên câu 4 của thầy đáp án là A. 4A. Đấy, thì nhìn chung là hàm trùng phương thì nó rất là dễ cho nên lấy từng đấy ví dụ thôi là quá đủ rồi, đúng không? Nào, chúng mình tiếp tục đến hàm bậc 3 nhá. Cho hàm số hàm bậc 3 như trên. Rồi, khẳng định nào sau đây là đúng về dấu của các cái thằng này. Đầu tiên thì mình cứ chơi cái nét cuối đi. Các bạn thấy là nét cuối đi lên này. Như vậy A dương 1 này. Tiếp tục ở trong này thì hàm cái D này này. Trong hàm bậc 3 nhá. Thì cái D này chính là giao điểm với trục tung. Đúng không? Hệ số tự do ấy. Là giao điểm với trục tung. Tức là khi đấy x bằng 0 mà nghe. X bằng 0 thì y bằng D không? Vậy giao điểm với trục tung này. Đường cong này cắt trục tung OI tại đây là D. Và như vậy D này lớn hơn 0. Bé hơn 2. Tóm lại lớn hơn 0. D dương. Xong. Ok. Bây giờ lớp còn nhớ là làm thế nào để tìm B và C không? Đấy, làm thế nào để tìm B và C không? Thì các em sẽ phải dựa vào điểm cực trị của hàm số. Đúng không? Mà muốn dựa vào điểm cực trị thì điểm cực trị luôn sinh ra từ phương trình y phẩy bằng 0. Cho nên các em viết cho thầy phương trình y phẩy bằng 0 này. Phương trình y phẩy bằng 0 nó sẽ là 3x bình phương cộng với 2 lần bx cộng c bằng 0. Đây là phương trình sinh ra hai điểm cực trị. Thế thì hai điểm cực trị lúc này ở đâu? Đây chính là điểm cực đại và đây là điểm cực tiểu. Nhưng mình cần nói đến hoành độ của nó. Vậy đây thì gọi là x1 đi. Và đây thì gọi là x2 đi. Đấy, đúng không? Tại vì là hai cái hoành độ này chính là hai nghiệm của cái phương trình y phẩy bằng 0 này. Hợp lý không? Cho nên là chúng ta sẽ phải gì nhỉ? Nhìn đây. Thế thì đầu tiên các em thấy là một cái nghiệm là x này là x âm đúng không? X thuộc chiều trục âm và x này thuộc trục dương. Như vậy việc đầu tiên này, ta thấy là có một nghiệm x âm và một nghiệm x dương. Cho nên là tích hai nghiệm này sẽ nhỏ hơn 0.
một âm một dương như vậy tích hai nghiệm nhỏ hơn không. Mà đây là phương trình bậc 2 cho nên theo định lý VS tích hai nghiệm sẽ bằng C trên A. C trên A, A nó chính là cái 3A nhỏ này. Đấy, tích hai nghiệm C trên A nhỏ hơn không. Mà sao? Mà A thì dương rồi, các bạn thấy là A thì dương rồi. A dương rồi mà tích này lại âm. A dương mà tích này âm chứng tỏ C phải âm. Đó, như vậy C âm. Thấy chưa? Đây cái gì nhỉ? Gì khiến cho cái này nó cứ rung rung ấy nhỉ? Nào tiếp tục đến tổng hai nghiệm nào. Bây giờ tổng hai nghiệm này x1 cộng x2. X1 cộng x2. Thế các bạn thấy là như này. X1 này thì nó được có một ngắn một đoạn này, đúng không? Tức là cái phần x âm ấy, x âm ngắn một đoạn, chỗ này khoảng âm 0,5 đấy. Còn cái chỗ x2 này nó khoảng 1,5 này. Thế thì nếu các em lấy âm 0,5 mà cộng 1,5 thì chắc chắn là tổng này sẽ dương, đúng không? Âm 0,5 cộng 1,5 tổng này dương. Như vậy tổng này dương. Mà tổng hai nghiệm thì theo định lý VS trừ B trên A, trừ B trên A dương. Đó. Thế mà A thì dương mất rồi, các bạn thấy này, A ở đây dương này, A thì dương rồi. Như vậy muốn tích à, muốn thương này dương thì sao? A dương rồi thì B cũng phải dương, thì à B nó phải âm đúng không? Vì âm nhân âm chia dương mới dương được. Như vậy B âm. Hết. Vậy ta có A dương B âm. Nào, A dương B âm đâu rồi? Đây. C âm và D dương, như vậy đáp án đúng của câu 5 này là đáp án D nhá, 5D. Đấy đi, chắc là các em nhớ được về cái cách nhìn ra được hàm bậc 3 rồi đúng không? Tương tự đó ta có câu 6 nè. Đấy, cũng tương tự. Nào câu 6. Mệnh đề nào sẽ là đúng với cái hình dáng đồ thị như này? Đầu tiên, đó là nét cuối đi xuống. Lớp nhìn thấy nét cuối đi xuống, như vậy là A âm 1 này, đúng nha, nét cuối đi xuống, A âm. Tiếp tục, giao điểm với trục tung nó chính là D. Đây là giao điểm với trục tung, như vậy D. Và D này các bạn thấy là D này nằm trên số 0, tức là D dương 2. Tiếp à, gì nữa nhỉ? Để thay cái mic à. Các bạn đợi chút nha. Nếu mà âm thanh có bị bé thì thầy bảo thầy nha. Nếu âm thanh các bạn nghe thấy bị bé thì bảo thầy nha các bạn nha. À. Có bị bé không ạ? Thầy vừa để mic ra chỗ khác. Âm thanh có bị làm sao không? Có bị bé hơn không? Bé hơn thì bảo thầy nhá. Nào tiếp tục này, ta xét lên B và C thì xét bằng cực trị. Xét cực trị thì cứ xét cái phương trình sinh cực trị là phương trình y phẩy bằng 0. Phương trình y phẩy bằng 0 thì dẫn đến nó là 3ax bình phương cộng 2 lần bx cộng c thì bằng 0. Đó. Nào, bây giờ ta thấy này. Điểm cực trị, đây hai điểm cực trị đây. Điểm cực trị thứ nhất với hoành độ là x bằng 0. Các bạn thấy là hoành độ x bằng 0 này. Và điểm cực trị thứ hai ở đây. Đây là x2. Như vậy một điểm cực trị có hoành độ là x bằng 0. Vậy thế thì tích của hai thằng này sẽ phải bằng 0, đúng không? Do cái x1 này bằng 0 này, hoành độ này bằng 0, cho nên là tích hai nghiệm bằng 0. Đấy. Mà tích hai nghiệm theo định lý VS là C trên A sẽ bằng 0. Và như vậy là các em sẽ có C bằng 0. Rồi. Vậy lớp mình tìm ra được C bằng 0. Tiếp theo tổng hai điểm cực trị. Nào, tổng hai điểm cực trị thì các em thấy là điểm cực trị này là x bằng 0, còn điểm cực trị này thì dương, đúng không? X2 này thì dương. Một thằng bằng 0 và một thằng dương thì chắc chắn tổng hai nghiệm sẽ phải dương. Đấy, tổng hai nghiệm sẽ phải dương. Đúng nha. Rồi và nếu tổng hai nghiệm dương thì sao? Nếu tổng hai nghiệm dương thì trừ B trên A này, trừ B trên A, trừ B trên A dương. Trong đó A thì âm rồi, A thì âm. A âm, âm với âm là hết, như vậy B dương. Ok. Hết rồi. Và với những cái chi tiết như thế này, với những cái chi tiết thế này thì lớp mình thấy rằng là đáp án đúng là gì các em? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C nhỉ? 6C nhá. Đấy, đến đây thì hàm bậc 3 chắc các bạn đã hiểu rõ rồi đúng không? Rồi, tương tự đó mình có câu 7. Câu 7 thì người ta không hỏi hết, người ta hỏi một vài cái thôi. Đầu tiên là A này, cho y hàm số y bằng ax mũ 3 trừ 4x cộng B. Thì đầu tiên bây giờ ta có là A đi. A thì luôn đi nét cuối đúng không? Nét cuối này là đi lên. Như vậy A dương. Xong rồi. Thế có cái B này, các bạn nhớ là B này ở trong bài này ấy, thì cái B này lại đóng vai trò là số hạng tự do. Bản chất của số hạng tự do đó là cho x bằng 0 ấy. Cho x bằng 0 thì y bằng B.
Như vậy số hạng tự do B thì đấy, đây là B nha. Đấy, số hạng tự do chính là cái giao điểm với cái trục tung ấy các bạn nha. Giao điểm đồ thị với trục tung, vậy B đây. Cái B đây, B cao hơn số 0 và B lớn hơn 0. Sao? Vậy A dương B dương, câu 7 đáp án là D. Đấy, câu này thì còn nhanh hơn câu trước đúng không? Thì lớp nhớ cho thầy là gì? Là cứ số hạng tự do ấy, số hạng tự do nó chính là giao điểm đồ thị với trục tung. Đấy. Ok, câu 8 nào. Câu 8. Ok, câu 8 người ta đang hỏi là tích AB, thôi mình cứ tìm hết dấu đúng không? Mình tìm hết dấu thì mình sẽ ra được tích thôi chứ có cái gì. Đấy thì tương tự nha, thầy làm nhanh này. Nét cố đi lên A dương này đúng không? Tiếp theo. Số tự do D này, số tự do D nó ở đây giao với trục tung này, D dương vì D lớn hơn 0. Tiếp tục tổng hai nghiệm này, thầy viết nhanh này. Đây là cực trị thứ nhất là x1 này, còn đây là cực trị thứ hai này. Được chưa? Như vậy là x1 cộng x2 thì sẽ phải lớn hơn 0. Tại vì cái x2 dương ấy nó dài hơn hẳn cái x1 âm này. Đấy. Mà tổng hai nghiệm trừ b trên a, thầy viết chính xác là trừ ab trên a đúng không? Rồi thế như vậy là a dương rồi, a dương thì b nó phải âm. Sao tương tự tích hai nghiệm, tích hai nghiệm thì các bạn lại thấy là một nghiệm x là mang giá trị âm và một nghiệm x mang giá trị dương. Như vậy tích hai nghiệm này trái dấu, hai nghiệm này trái dấu, tức là tích hai nghiệm âm, mà tích hai nghiệm sẽ là c trên a được nha. Mà A thì dương, A dương như vậy C âm. Đấy. Vậy chúng ta chú ý. Này, chú ý. Và lúc này thì mình sẽ xem là như vậy thì đầu tiên người ta hỏi tích AB. Thì tích AB lúc này phải âm, đúng không? Tích AB âm. A dương B âm mà. Tiếp theo người ta hỏi tích BC. BC, B âm, C âm thì tích BC này dương. Thì như vậy đáp án đúng là A. Rồi, 8A. Cứ rõ dấu hết là xong nhá. Rồi, tương tự nào các bạn làm câu 9. Thế đến đây thầy đã làm quá nhiều lần rồi đúng không? Ở câu 9 này thì cũng thế thôi. Rất giống với các cái câu trên. A âm này, thầy làm nhanh nha. Rồi, tiếp tục D ở đây nha. D là giao điểm với trục tung nhá. D âm. Dưới 0 mà, đúng không? Tiếp tục này. Đây là x1 này. Đây là x2 này. Thì nhìn bằng mắt thường các bạn lại thấy rằng là x1 lớn hơn x2. Và nếu x1 lớn hơn x2 thì như vậy là các em sẽ được tổng hai nghiệm sẽ lớn hơn 0. Như vậy trừ B trên 3, trừ 2B trên 3 dương. Đấy. Mà A thì lại dương, A thì âm, A thì âm. Như vậy âm chia âm thì đứt là hết đúng không? Vậy B dương. Đó. Và tương tự hai nghiệm này là hai nghiệm trái dấu. Như vậy tích nó sẽ nhỏ hơn 0. Vậy dẫn đến là C trên A nhỏ hơn 0. Mà A thì âm rồi. Như vậy C nó phải dương. Đấy. Và chúng ta lại khoanh vào những cái kết quả cuối cùng mà các em cần. Vậy khi đó đáp án đúng là gì? A âm B dương, A âm B dương, C dương và D âm. Đáp án D đúng không? Đấy, 9D. Đấy. Quen quá đúng không? Làm đi làm lại nhiều nó cũng xong chứ có gì. Rồi, câu bài thì tương tự thôi nhá, không có vấn đề gì cả. Thôi, câu 10 này các bạn làm nhanh này. A âm này đúng không? Này, nét xuống A âm này. D ở đây là bằng âm 4 đấy. Thì D là bằng âm nốt. Tiếp theo là cái điểm cực trị này các em gióng lên trục hoành ấy, thì là x bằng 0, còn điểm này là x bằng 2. Như vậy là x1 nhân x2 thì bằng 0. Tại vì có một nghiệm x bằng 0 mà một nghiệm x bằng 2 ở đây. 0 nhân 2 bằng 0. Như vậy C trên 3 bằng 0. Và một phân số bằng 0 thì chứng tỏ là tử bằng 0, C bằng 0. Ok. Và cuối cùng là B thì mình lại có tổng hai cực trị. Và này tổng hai cực trị cũng dương, với một cái là 0, một cái là 2 thì tổng hai nghiệm dương. Tức là trừ B trên 3, A là dương. Mà A âm rồi, A âm 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 là hết, như vậy B dương. Đó. Và đóng những cái kết quả lại bằng một màu mực khác đúng không? Đó. Thế thôi nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì? Cái điện thoại này không biết. Rồi. Vậy thì câu 10 này đáp án của thầy là đáp án B chuẩn chưa? À, đáp án C chứ, xin lỗi các bạn, C bằng 0, đáp án C. Rồi. 10C. Thì đấy là về hàm bậc 3. Và có thêm một cái hàm bậc 3 nữa, đây là câu 11 đúng không? Câu 11 nè. Đây cũng là một hàm bậc 3, nhưng là một cái hàm bậc 3 trong cái tình huống là không có gì các bạn, không có điểm cực trị.
Về cơ bản là nó cũng thế thôi, không khác thì nhiều. Nào, cái này nếu mà thích các bạn kéo dài nó xuống nha. Đấy, đồ thị nó sẽ trông như này. Wow. Vậy thì làm nhanh nhá. Đầu tiên đi từ trái sang phải này, luôn vẽ từ trái sang bên phải nhá. Vậy nét cuối là đi lên không? Đấy, tức là A dương 1. Tiếp theo, đó là giao với trục tung. Đây, đây là giao điểm của đường cong với trục tung. Vậy đây là D, D này bằng âm 1, tức là D âm. Đó. Tiếp tục ta xét phương trình y phẩy bằng 0. Là phương trình sinh ra cực trị đấy. Phương trình y phẩy bằng 0 ở lúc này nó là gì các bạn nhỉ? 3ax mũ 3, à, 3ax bình phương cộng 2 lần bx cộng c thì bằng 0. Đây là phương trình sinh cực trị này. Nhưng ta nhận thấy là hàm số này không hề có cực trị. Bởi vì cực trị nó phải là điểm gì các bạn? Nhấp nhô đúng không? Cực trị phải là nhấp nhô. Thế như vậy là bài này không hề có điểm cực trị. Thế nhận xét đầu tiên là không có điểm cực trị. Hàm số không có điểm cực trị. Vậy tức là lúc này delta nó sẽ phải nhỏ hơn bằng 0. Ừ. Các em nhớ là delta nhỏ hơn 0 thì vô nghiệm, vô nghiệm thì vô cực trị. Còn delta bằng 0 ấy thì là nghiệm kép, nhưng mà kép thì cũng không làm cực trị. Cái này thầy đã nói với các bạn nhiều lần rồi đúng không? Kép thì cũng là không là cực trị. Đấy, cho nên delta nhỏ bằng 0 nha. Delta thì là gì? B bình trừ 4AC, B bình phương này. B bình phương trừ đi 4 lần AC, 4AC tức là trừ đi 12AC thì nhỏ bằng 0. Chuyển với đổi dấu một tí, các em có là 4B bình sẽ nhỏ bằng 12AC. Điều này giúp ta nhận ra cái gì? Điều này giúp ta nhận ra một điều rằng là bản thân cái 4B bình này đã dương rồi, đúng không? Thế còn 12AC này còn lớn hơn cả 4B bình. 12AC lớn hơn cả 4B bình thì chắc chắn là 12AC cũng phải dương, đúng không? Thằng này lớn hơn thằng này mà thằng này dương bố rồi. Thằng này dương rồi thì thằng này phải dương. Đấy, 12AC dương mà A thì dương này. A thì dương, A dương. Như vậy C cũng phải dương. Đấy, vậy ta có C dương. Yeah. Ok, thì đấy là C. Rồi, tiếp tục. Một chút cuối cùng, làm thế nào tìm ra điểm B? Đấy, thì điểm B của các em ấy, nó sẽ phải dựa vào điểm uốn của đồ thị nha. Nếu không có cực trị thì các bạn phải nhìn cho thầy vào cái điểm uốn của đồ thị. Điểm uốn tức là các em cứ thể hiểu nó là tâm luôn đi. Nó là tâm đối xứng của đồ thị luôn đi nha. Tâm đối xứng. Làm quái có B bằng 0 mà nhìn đáp án chứ. Này các bạn thấy đáp án này lấy đâu ra B bằng 0 rồi đúng không? Đấy, nhìn đáp án đã đúng không? Rồi. Nào, B điểm uốn này. Điểm uốn thì các bạn thấy rằng là nó chính là tâm của đồ thị. Và cái này các em phải quan sát bằng mắt nha. Thì các bạn thấy là thực ra cái gì cũng phải nhìn bằng mắt. Nhưng mà ý là các bạn chỉ cần quan sát bằng mắt thường thôi. Đấy, thì các bạn quan sát thì các em sẽ thấy là cái này nó chính là tâm của đồ thị đúng không? Tại vì qua đây là hai bên này đối xứng nhau này. Đấy. Thế như vậy đây chính là tâm đối xứng này. Là tâm của đồ thị. Và như vậy là nó có hoành độ. Đây, thầy gọi là hoành độ. Đây là hoành độ của nó là x0 ở đây. Và x0 này là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 đấy đúng không? Thì ta nói về điểm uốn ấy thì cái x0 này là gì? Cái x0 này sinh ra từ đâu lớp có nhớ không? Cái x0 này thì theo lý thuyết là nó sinh ra từ cái phương trình y2 phẩy bằng 0. Sinh ra từ phương trình y2 phẩy bằng 0 nhá. Thì sau khi cho y2 phẩy bằng 0 thì các em sẽ giải ra được x0 này. Bây giờ tính y2 phẩy này. Tính y2 phẩy. Mình đã có y phẩy đây rồi. Y phẩy 3ax bình đây rồi. Thế y2 phẩy sẽ bằng kéo xuống 6 lần ax cộng với 2b. Và giải y2 phẩy bằng 0. Y2 phẩy bằng 0 thì dẫn đến là x sẽ bằng trừ 2b trên 6a. Chuyển vế này. Trừ 2b trên 6a. Thì đó là x. Và cái nghiệm đấy thì chính là cái nghiệm này này các bạn này. Nó chính là cái nghiệm x0 này này. Vì nghiệm của phương trình y2 phẩy chính là hoành độ của tâm đối xứng. Rồi. Mà ta thấy là cái nghiệm này nó lớn hơn 0 đúng không? Nó nằm bên phải lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 mà. Như vậy quan sát đồ thị thì các em sẽ suy ra được là cái nghiệm này lớn hơn 0. Đấy, nghiệm này lớn hơn 0. Rồi. Mà A thì dương. A thì dương. Dương rồi. Âm. Thế như vậy B phải âm. Vì âm nhân âm chia dương thì mới dương à. Vậy B phải âm. Hết. Thế đây chính là đáp số của cuối cùng của bài nha. Ok. Vậy là các em có A dương B âm, A dương B âm và D âm. Cho nên câu 11 này đáp án là D. Đúng không? 11D.
Đấy thì nếu mà các em không có được điểm 4 ấy thì em phải nhớ là các em dựa vào cái gì các bạn? Mình phải dựa vào cái tâm đối xứng. Rồi, thôi nè, bắt đầu bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo, đó là về nhận xét về hệ số của hàm phân thức nhá. Mình về đến nhận xét hệ số của hàm phân thức. Nào, bắt đầu nhỉ. Đi dần dần này. Cho hàm số y bằng ax cộng 2 trên c cộng b có đồ thị như trên, hỏi yêu cầu tính a, b, c. Thì nhớ là mình sẽ phải học thuộc 3 thứ. Một đó là cách tìm tiệm cận đứng, hai là cách tìm tiệm cận ngang, ba là cách tìm giao điểm với trục tung. Thế ở bài này các bạn sẽ quan sát đây, mình sẽ đi tìm b trước bằng cách là giao điểm với trục tung này. Nào, dữ kiện đầu tiên nhá. Các em có giao với trục tung. Giao với trục tung tức là các em sẽ cho x bằng 0 đấy. Trục tung phương trình x bằng 0 mà. Vậy nếu x bằng 0 này, nếu thấy x bằng 0 vào đây thì y sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Y sẽ bằng 2 trên b, đúng không? X bằng 0 đây vào đây, y bằng 2 trên b. Thì đấy là trong hàm số, đúng không? Trong hàm số. Thế bây giờ quan sát đồ thị này, quan sát đồ thị thì các em thấy là giao với trục tung nó chính là chỗ này, chính là điểm này này. Như vậy điểm này là khi x bằng 0 thì y bằng âm 1. Đấy, tức là nhìn vào đồ thị này thì x bằng 0 thì y sẽ bằng âm 1. Đúng chưa? Đây đây này. Thế thôi, vậy 2 này là 1. Vậy tôi suy ra 2 trên b sẽ phải bằng âm 1. Và từ đó các em dẫn đến là b sẽ bằng âm 2. Rồi, vậy đây là sự kiện đầu tiên. Đấy, lớp của sự kiện đầu tiên. Tiếp vào. Với b bằng âm 2. Như vậy b bằng âm 2 thì vào đây nhá. Tiếp theo có b rồi, các bạn sẽ suy ra c đi bằng cách là xét tiệm cận đứng, vì tiệm cận đứng liên quan trực tiếp về mẫu. Ta xét tiệm cận đứng liên quan trực tiếp về mẫu. Đó là các em có cx cộng b thì bằng 0. Cho cx cộng b bằng 0. Rồi, mà b thì bằng vừa mới tìm b nhá, b bằng âm 2 nhá, tức là đây này, thay b bằng âm 2 vào đây, cx trừ 2 bằng 0. Thế mà tiệm cận đứng là bao nhiêu? Các bạn lại quan sát này. Thế mà ở trong đồ thị hàm số này, đây, đây chính là đường tiệm cận đứng này. Như vậy quan sát đồ thị hàm số thì các em thấy là đường tiệm cận đứng nó là x bằng 2. Đấy, tiệm cận đứng là x bằng 2. Vậy em thay x bằng 2 vào đây. Thay x bằng 2 vào. Thế thì dẫn đến là 2c trừ 2 thì bằng 0. Và như vậy các em có được c bằng 1 nha, c bằng 1. Thế đó. Thế thì như vậy ra xong c. Xong rồi. Và cuối cùng ta đến tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang. Nói về tiệm cận ngang thì bây giờ các em sẽ cho hai đằng này y bằng a trên c, đúng không? Đây, tiệm cận ngang các bạn phải thuộc lòng luôn đi, y bằng a trên c. Y bằng a trên c. Mà c bằng 1, mà c bằng 1 tôi suy ra được y sẽ bằng a trên 1 là y bằng a. Thì đó là khi mà các em thay c bằng 1 vào. Thế còn ở trong bài này, trong bài này thì tiệm cận ngang đây này. Đây các bạn thấy không? Và đường tiệm cận ngang này chính là tiệm cận ngang có phương trình là y bằng 1. Đấy. Mà tiệm cận ngang thì cũng là y bằng 1. Như vậy thằng này y bằng a, thằng này y bằng 1 thì chứng tỏ là a sẽ bằng 1. Xong. Ok. Vậy đáp án là a bằng 1, b bằng âm 2 và c bằng 1. Vậy là đúng là b nhá, 12b. Thế thôi đúng không? Rất là đơn giản. À, tương tự. Đấy nhá, các em nhớ ba yếu tố nhá, giao với trục tung, tiệm cận đứng và tiệm cận ngang thì sẽ tìm ra thôi. 13. Nào, cho hàm số y bằng ax cộng b trên x cộng 1 thì bây giờ các em sẽ tìm ra ABC, a và b. Thì đầu tiên bây giờ muốn tìm b này thì các bạn làm thế nào? Tìm b thì các em nhớ là ở cái vị trí này sẽ tìm bằng giao điểm với trục tung nhá, các bạn tìm giao với trục tung. Như vậy hoàn thị đầu tiên này, ta có giao với trục tung. Giao với trục tung cụ thể là em cho x bằng 0 đấy. Nếu x bằng 0 em thay vào đây, x bằng 0 vào đây vào đấy, y sẽ bằng b chia 1. Y bằng b chia 1 tức là y bằng b. Đấy. Đấy là trong hàm số. Thế còn trong đồ thị thì sao? Nếu x bằng 0 thì y ở đây này. Đây, nếu x bằng 0 thì y ở đây. Đây chính là y khi x bằng 0 đúng không? Và cái y này thì chắc chắn là dương rồi vì cao hơn số 0. Đấy, đây này. X bằng 0 thì y bằng đấy. Như vậy quan sát đồ thị thì các em suy ra được b sẽ dương. Đúng không? B đây này. X bằng 0 y bằng b. B dương. Rồi xong rồi. Tiếp theo về a thì mình tìm ở đâu ấy nhỉ? Về a mình tìm bằng tiệm cận gì các bạn? Ở cái hệ số này các bạn sẽ tìm bằng tiệm cận ngang.
Đường tiếp cận ngang ở trong bài này nó là y bằng a trên 1, y bằng a trên 1 là bằng a. Thế còn ở trong bài toán này thì tiếp cận ngang nằm ở đâu? Đấy, tiếp cận ngang nằm ở đâu? Thì lớp thấy rằng là tiếp cận ngang ở trong bài này ấy nó sẽ nằm ở đây. Đây là tiếp cận ngang này. Đấy. Và tiếp cận ngang này là nó sẽ là y là 1 đấy, đúng không? Y là 1, đây là 0 mà thì đây sẽ là 1 này. Như vậy tiếp cận ngang là y là 1. Như vậy a bằng 1, a bằng 1 tức là a dương. Rồi. Như vậy b dương và a cũng dương. Đúng nha. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là a với b cái nào lớn hơn nữa? A với b cái nào lớn hơn thì các bạn thấy là b nó bằng 2 này, b ở đây này. Đấy, b ở đây là bằng 2, a đây mới chỉ bằng 1 thôi. Thế như vậy là b lớn hơn a. Do b bằng 2 và a bằng 1. Như vậy b lớn hơn a. Vậy đáp án đúng câu 13 này là đáp án gì các bạn? D nha. 13D nhá. Ok, rồi tiếp tục câu 14 nào. Thì cũng tương tự nha. 14. Đầu tiên các bạn sẽ tìm gì? Giao với trục tung đi. B ở vị trí này là các em thì tìm bằng giao với trục tung này. Hoặc thậm chí là các em có thể tìm bằng tiệm cận đứng cũng được ấy. Các bạn tìm bằng giao với trục tung cũng được mà các em tìm bằng tiệm cận đứng thì cũng ok. Có rất nhiều cách tìm B ở đây nha. Ở bài này thì tôi thầy thử làm bằng tiệm cận đứng đi nha. Tiệm cận đứng thì cho nó mới mẻ. À, ta có tiệm cận đứng này. Tiệm cận đứng tại vì B nó liên quan đến mẫu mà. Bằng cách là cho mẫu bằng 0. Vậy cho mẫu bằng 0 tức là x bằng b. Đấy là khi em giải theo hàm số. Thế còn khi mà các em nhìn vào đây này, tiệm cận đứng ở trong bài này thì đây chính là đường tiệm cận đứng này. Đây, đường tiệm cận đứng đây. Và tiệm cận đứng này ở bên trái số 0 này, đây là mốc tọa độ 0 nha. Vậy tiệm cận đứng này bị âm, đúng không? Đấy. Như vậy thực ra x bằng b mà x âm thì tức là b âm. Đó. B âm. 1. Tiếp theo tìm tiệm cận ngang để muốn tìm ra a các bạn thì tìm tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang thì y sẽ bằng là a trên 1, a trên 1 là y bằng a. Thế thì bây giờ bạn mới nhìn tiếp tiệm cận ngang này, đây tiệm cận ngang này. Đấy. Thì tiệm cận ngang đây là đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận ngang này thì lớn hơn số 0 này, đây là số 0 nhá, y của nó lớn hơn số 0. Như vậy tiệm cận ngang này thì là dương. Vậy a dương. Vậy a dương b âm. A dương B âm thì đáp án đúng phải là đáp án A. 14 đáp án của thầy là A. Được chưa? Đấy, ngon lành, cành đào đúng không? Rất ngon lành cành đào. Mười lăm nào. Bắt đầu khoái hơn một tí này. Đây là góc tọa độ nhá, tại vì tiệm cận ngang nó phải đây này đúng không? Tiệm cận ngang đây, tiệm cận đứng đây này. OI này, OX này. Coi người ta muốn xét dấu AB và CD. Rồi. Nào, thế bây giờ ta chơi thôi. Cái này ta phải đi từ từ nhá, ta phải đi từ từ. Đầu tiên, thầy đi tiệm cận ngang đi. Tiệm cận ngang đó là y thì bằng gì các bạn? A trên C. Đây này, cách tìm được y bằng A trên C. Thế bây giờ bạn mới nhìn tiệm cận ngang ở trong bài này ở đâu? Thì bạn thấy là tiệm cận ngang, đây là đường tiệm cận ngang này, đây là tiệm cận ngang này. À, tôi viết đây cho các bạn đỡ nhìn nhầm. Và đường tiệm cận ngang này các em thấy là nó cao hơn số 0, cao hơn số 0 chứng tỏ tiệm cận ngang này dương. Vậy tiệm cận ngang y bằng a trên c thì phải dương. À, thế là một. Tiếp theo ta có tiệm cận đứng đi, tiệm cận đứng nào. Tiệm cận đứng bằng cách cho mẫu bằng 0. C cộng d bằng 0. Hay dẫn đến là x sẽ bằng trừ d trên c. Đây, x bằng chuyển vế trừ d trên c. Mà tiệm cận đứng ở đâu? Tiệm cận đứng đây này, đây là tiệm cận đứng. Và tiệm cận đứng này các em thấy là bên trái góc tọa độ bên trái số 0. Vậy nếu tiệm cận đứng ở bên trái số 0 ấy thì chứng tỏ là nó âm. Đúng không? Tiệm cận đứng này âm. Như vậy là trừ d trên c âm, trừ d trên c âm thì đổi dấu đi cho nó thoáng, d trên c dương. Rồi. À. Thầy cứ đóng khung vào những cái chi tiết quan trọng mình tìm ra nhé. Tí mình sẽ dễ kết hợp. Rồi, đấy là về tiệm cận đứng. Tiếp à. Bây giờ em cho giao với trục tung đi. Giao với trục tung OI. Tức là vẫn là một cái chi tiết quan trọng đấy. Giao với trục tung. Nếu giao với trục tung thì các em cho x bằng 0. Và nếu x bằng 0 thì y bằng. Này, x bằng 0 thêm vào đây. X bằng 0 thì y bằng b trên d.
Nào, bây giờ ta xem cái điểm mà x bằng 0 y bằng b trên d nó ở đâu. Thì đấy, các bạn thấy là nếu cho x bằng 0 thì y nó ở đây này, đường cong cắt đồ thị, cắt trục tung ở đây thì đây chính là b trên d. X bằng 0 y bằng b trên d và b trên d đây, x bằng 0 y bằng đây. Và cái điểm này nó nằm dưới góc tọa độ, tức là nó âm, b trên d âm. Sao? Thì đấy là chi tiết thứ ba. Và có lẽ chỉ cần ba chi tiết thôi là được rồi. Nào, bây giờ thì mình sẽ xem mệnh đề nào sẽ là đúng nhá. Mình sẽ xét từng mệnh đề một để xem mệnh đề nào đúng. Mệnh đề đầu tiên, a nhân c lớn hơn 0 thì cái này cũng đúng này. Bởi vì a chia c lớn hơn 0 tức là ac cùng dấu ấy, cùng dấu thì tích nó cũng dương này, thằng này đúng này. Đó. Bây giờ thì a nhân b lớn hơn 0 thì đúng hay sai? A nhân b lớn hơn 0 thì đúng hay sai? Thì bây giờ chúng ta phải xét. Bây giờ muốn ra được cái tích a nhân b, muốn ra được cái tích a nhân b thì bạn phải quan sát a và b nó ở đây này, thấy không? Thế bạn nhân hai cái này vào cho thầy. Đây bạn nháp ra ngoài nhá. Bạn nhân hai cái này vào. Đang xét là ngày đúng không? Bây giờ bạn lấy cái này nhân cái này. A trên c đáp án A đấy. A trên c mà nhân với b trên d. Thì do a trên c dương, còn b trên d âm. Đây a trên c dương này, b trên d âm này. Như vậy tích hai thằng này âm. Đúng không? Vậy là AB trên CD, viết lại nha, AB trên CD thì âm. Thế mà bạn lại nhìn vào đây. Ở cái dòng này các bạn có CD thì dương, CD dương không? Đây, D trên C thì dương, tức là hai thằng này cùng dấu mà. Cùng dấu thì cái tích này cũng dương này. Cùng dấu thì tích này cũng dương. Vậy nếu tích này dương thì cái AB này phải âm. Vậy suy ra AB phải âm cơ. Đấy. Thế mà bài này AB nó lại người ta bảo dương, vậy đáp án này sai, sai ở cái mệnh đề này. Ok. Rồi, tiếp. Ta đến mệnh đề B này. B người ta bảo mệnh đề B là A nhân D âm thì cái này đúng hay sai? Đấy. A nhân D âm này đúng hay sai thì các em lấy hai này em nhân cho thầy, em nhân hai cái ô màu đỏ cho thầy. Bạn lấy A trên C. Bạn nhân với cả D trên C cho thầy. Thì em thấy rằng là do thằng này dương và ông này cũng dương, thế như vậy dương nhân dương là phải dương. Vậy dẫn đến là AD trên C bình dương. Đúng không này? A nhân D trên C bình dương. Thế mà C bình thì dương rồi, C bình thì lúc nào cũng dương. Như vậy A nhân D cũng phải dương. Đấy, C bình thì dương rồi nhé. Như vậy AD cũng phải dương theo. Vậy AD dương. Thế thì nếu AD dương thì đáp án B này sai bét luôn. Đấy, đáp án này sai bét luôn. Đúng không? Rồi, và đáp án đúng chỉ có thể đáp án D thôi. Đó, đáp án đúng chỉ có thể là đáp án D thôi. Đấy nha, thằng này đúng mày. Vì sao đáp án D thì thầy kiểm tra nốt thằng B nhân C nhá. Thầy kiểm tra thằng B nhân C này. Vì sao thằng này đúng? Muốn kiểm tra được B nhân C ấy, thì em lấy hai cái này em nhân cho thầy. Em nhân hai này cho thầy. Bạn nhân cái màu đỏ này với cái ô này, hai ô này bạn nhân cho nhau. Đây thầy kiểm tra đáp án D này. Nếu thầy lấy thằng này nhân thằng này, ta có là D trên C nhân B trên D này. Ông này dương, còn ông này âm. Dương nhân âm thì âm. D với D là hết đúng không? D và D là hết. Như vậy B trên C âm. B trên C âm. Vậy nếu B trên C mà âm thì đương nhiên là B nhân C cũng âm rồi. Bởi vì là cùng khác dấu mà. Đúng không? Cho nên đáp án đúng thì là đáp án D. À, 15 D nhá. Đấy, vậy là những cái câu ở mức dài nhất ấy, thì các bạn làm thế nào? Các em liệt kê cho thầy ba chi tiết quan trọng nhất. Đó là đường tiệm cận ngang, đó là đường tiệm cận đứng và đó là giao điểm với trục tung. Thì nếu người ta hỏi tích ấy, thì em cứ nhân vào thôi. Người ta hỏi dấu dấu riêng thì em xét, nhưng còn người ta hỏi tích ấy, hỏi tích thì cứ nhân vào. Được chưa? Đấy. Ok, rồi, đấy là câu 15. Đã. Tương tự đó là câu 16 nha, tương tự là câu 16. Nào, 16 các bạn làm thử xem nào. Làm là đúng là gì? Nó hơi mất thời gian đấy các bạn ạ. Câu 16 nào. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên, mệnh đề sẽ đúng. Đấy, người ta lại hỏi tích rồi. Vậy ta lại phải bắt đầu làm từ từ từng cái một. Nào, đầu tiên là tiệm cận ngang đi. Tiệm cận ngang là y bằng a trên c đúng không? Thế thì ở đây tiệm cận ngang đâu? Đây đường tiệm cận ngang này. Tiệm cận ngang này lớn hơn số 0 không các bạn? Lớn hơn số 0. Như vậy tiệm cận ngang này a trên c dương 1.
Đóng màu đỏ luôn là đỡ quên. Tiếp theo tiệm quật đứng nè. Tiệm quật đứng được tìm ra bằng cách cho mẫu bằng 0. Cho mẫu bằng 0 tức là x sẽ bằng trừ d trên c. Và ở đây tiệm quật đứng các bạn thấy là tiệm quật đứng đây này. Đây là tiệm quật đứng này. Và tiệm quật đứng này ở bên phải số 0. Bên phải số 0 tức là dương ấy. Tiệm quật đứng này x dương. Như vậy trừ d trên c dương. Trừ d trên c dương tức là d trên c âm. Đúng không? Đổi dấu đi. D trên c thì âm. Đây là cái thứ hai này. Rồi và cái thứ ba là giao với OI. Giao với trục tung. Giao với OI tức là BM cho x bằng 0. Nếu x bằng 0 thì y sẽ bằng này. Nếu x bằng 0 theo vào đây, y sẽ bằng b trên d. Và BM nhìn đồ thị cho thầy. Khi x bằng 0 thì y ở đâu? Nào, đây này, x bằng 0 thì đồ thị nó cắt ở đây, đây chính là b trên d này. Và b trên d này nằm nằm dưới số 0, nằm dưới số 0 tức là âm, b trên d âm. Đấy. Vậy đây là ba chi tiết quan trọng để các em biết được dấu nào là đáp án đúng nha. Và các em cứ mò từng cái thôi. Nào, bây giờ thì thử đáp án A nhá. B nhân C dương đúng hay sai? Bây giờ muốn biết đúng hay sai ấy thì em cần phải làm gì? Em cần phải nhìn xem B ở đâu và C ở đâu đúng không? B ở đâu và C ở đâu thì các bạn nhân vào. Hai người nhân vào, B đây này. Vậy bạn lấy cái 2 bạn nhân với ở cái 1 nha, thầy thử đáp án A này. Bạn lấy cái 2 nhân cái 3 này. Ta có D trên C nhân với cả B trên D. Đây D và D là đứt đúng không? Như vậy nó chỉ bằng B trên C thôi. Mà cái này âm, cái này thì âm, âm nhân âm thì lại thành dương. Như vậy B trên C là dương. Và nếu B trên C dương đồng nghĩa với việc là tích BC này cũng dương. Đấy, như vậy cái này đúng này. Nha. Tiếp theo là tích AD. Tích AD thì các bạn nhìn vào đâu? Tích AD thì các em sẽ nhìn vào cái 1 và cái 2 này này. Này. Bây giờ em lấy cái 1 nhân cái 2 nhé. Cái 1 nhân cái 2 này. 1 ở đây nó là A trên C. Nhân với cái 2, 2 là D trên C. Thằng này dương nhân với thằng này âm thì đây là âm. Rồi nhân gọn lại đi. AD trên C nhân C là C bình. Âm. Thế thì AD nó phải âm rồi. Đấy, AD âm đúng không? Vì C bình dương mà, C bình dương cho nên AD nó phải âm. Thế thôi. Như vậy đáp án này đúng hoàn toàn, đúng cho cả hai luôn. Rồi như vậy đáp án đúng là A, đỡ phải mò nhiều nha, mò nhiều nó lại mệt mỏi. Được chưa? Tương tự nào, 17. 17 thì cũng phải xét xét tích ấy, 17 cũng phải xét tích ấy. Nào, bây giờ ta bắt đầu làm nha câu 17 này. Đầu tiên, tiệm cận ngang đi. Y bằng A trên C. Thế quan sát đồ thị ta thấy tiệm cận ngang ở đây. Và tiệm cận ngang này thấp hơn số 0 không? Thấp hơn số 0 tức là tiệm cận ngang này âm. Như vậy A trên C âm. A trên C âm tức là hai nghiệm này nó phải trái dấu. A và C trái dấu. Và nếu A và C trái dấu đáp án A sai. Bởi vì đáp án A hai thằng này lại cùng dấu này. Đáp án gì sai tiếp? C sai tiếp. Đúng không? C tiếp vì hai thằng này cùng dấu này. Thế là không được. Ok. Đấy. Rồi tiếp tục tiệm cận đứng nè. Thực ra tiệm cận đứng là không giải quyết được vấn đề gì đâu. Ta sẽ đến giao với trục tung này. Giao với trục tung nhá. Giao với OI. Nếu em cho x bằng 0 thì y sẽ bằng b trên d. Nào nếu x bằng 0 này. X bằng 0 y bằng b trên d. Đây này. Đây chính là b trên d này. X bằng 0 đường cong cắt đồ thị tại y bằng b trên d. Và b trên d này cao hơn số 0. Ở bài này nó lại cao hơn số 0. Chứng tỏ b trên d này dương. Và nếu B trên D dương tức là B và D là cùng dấu. B và D là cùng dấu. Vậy trong hai đáp án còn lại thì B, D cùng dấu nó phải là đáp án gì? Nó phải là đáp án D, đúng không? B và D cùng dấu. Đấy. Cho nên đáp án đúng của câu 17 này là đáp án D. Thế thôi. Đấy, mình cần hai chi tiết thôi là mình sẽ làm rõ ràng được các đáp án này dựa vào việc cùng dấu hay trái dấu của các cái hệ số. Chuẩn chưa các em? Tiếp. À, câu 18 này. Ở đây người ta muốn khẳng định A, B và C. Thế thì quan sát cái hàm số này thì bây giờ bằng cách nhiều cách các bạn làm nhiều ấy, các bạn phải nhớ là ừ thì cái B này liên quan đến tiếp cận ngang đúng không? Còn cái A này liên quan đến tiếp cận đứng. Đấy, tại vì là gì? Tại vì là nó ở dưới mẫu.
Thế bây giờ ta tìm tiệm cận ngang trước đi. Tiệm cận ngang đấy là y bằng b trên 1, b trên 1, b trên 1 là b. Tiệm cận ngang là y bằng b. Thế bây giờ nhìn mấy tiệm cận ngang này, tiệm cận ngang ở đây. Đây là đường tiệm cận ngang. Và đường tiệm cận ngang này các bạn thấy là cao hơn số 0, chúng ta là b dương 1. Được chưa? B dương. Tiếp theo. Ở tiệm cận đứng nào. Tiệm cận đứng lớp trong mẫu bằng 0, tức là x trừ a bằng 0. Và nếu x trừ a bằng 0 thì dẫn đến là x bằng a. Mà tiệm cận đứng đây này các bạn này, tiệm cận đứng đây này. Đấy. Vậy tiệm cận đứng này nó ở bên phải số 0, nó ở bên phải số 0. Và nếu ở bên phải số 0 ấy thì chứng tỏ là x nó phải gì các bạn? Dương. Vậy a dương. Thế là em có b dương và a dương. Thế đó đúng là gì luôn các bạn? Là a luôn đúng không? Đấy. Thế còn cái thằng này nó ở đâu? Thằng này nó ở y phẩy đấy các bạn ạ. Đây nếu tính thêm này, y phẩy này. Y phẩy nó bằng nhân chéo này. B nhân trừ a là trừ ab. Cộng c chia cho mẫu bình. Đúng không? Đúng không? Nhân chéo và trừ đi. C này trừ ab thì đảo lại nhá. C lên trước ab này. Đấy. Rồi. Thế thì căn cứ vào đâu để có được dương và âm? Thì em phải nhìn vào cái hướng đi của đồ thị. Đồ thị của các bạn đi xuống đi lên như thế nào. Đấy thì các bạn thấy rằng này, đây này. Đây là đi xuống. Mình luôn vẽ đồ thị từ trái sang phải nhá các em nhá. Luôn vẽ đồ thị từ trái sang phải này. Thì từ trái sang phải là đồ thị đi xuống đúng không? Đấy, trái sang phải này. Kể cả bên này cũng thế, trái sang phải. Trái sang phải. Như vậy trái sang phải là đi xuống. Như vậy đồ thị này luôn đi xuống. Luôn đi xuống tức là nghịch biến. Đúng không? Nghịch biến. Luôn nghịch biến. Mà nghịch biến thì y phải phải gì các bạn? Nghịch biến thì y phải phải âm. Như vậy là C trừ AB âm. Sao? Thế như vậy đáp án đúng vẫn là A. Chuẩn chưa? Đấy. Như lê duẩn luôn, đúng không? Ok, đây là 18, hiểu chưa? Đấy, thì chữa câu 18 nhé. Bạn nào chưa làm được, các bạn đây. Nhìn. Tiếp, 19. Với bảng biến thiên như trên, thì trong 3 số ABC có bao nhiêu số dương? Đấy, 3 số dương. Nào, bây giờ ta bắt đầu làm này. Đầu tiên thầy sẽ đi tìm C trước. C này sẽ ảnh hưởng đến đây này, giao với trục tung. Đầu tiên này, giao với OI. Giao với OI thì các em có là x bằng 0. X bằng 0 thì nếu em thay vào y cho thầy thì y bằng bao nhiêu các em nhỉ? Nếu x bằng 0 mà thay vào đây thì y sẽ bằng trừ 1 trên C. À, x bằng 0 thì bằng trừ 1 trên C. Thế nhưng biểu thức này âm hay dương ấy thì nó lại phụ thuộc vào gì? Nó lại phụ thuộc vào cái chỗ này này. Sao dưới này hôm nay nó chói đấy nhỉ? Cái ánh sáng này có vẻ nó chói hơn bình thường. À, mẹ. Nào. Đúng nhỉ? Chói như vậy. X bằng 0 này, đây là x bằng 0 này. 2 ở đây mà, đây là x bằng 2 thì x bằng 0 trước x bằng 2. Vậy nếu em gióng xuống này thì đây chính là khi x bằng 0 thì đây lại chính là y bằng trừ 1 trên c. Có đúng không? Đấy, x bằng 0 ứng với y bằng trừ 1 trên c. Mà thằng này là còn bé hơn âm 1. Này, đây là âm 1 này. Thằng này còn bé hơn âm 1. Bé hơn âm 1 tức là chắc chắn là ông này mang dấu âm. Đấy, chắc chắn ông này mang dấu âm nha. Vậy quan sát đồ thị thì em thấy là đây là điểm bên này. Vậy thì ta suy ra được là trừ 1 trên c thì chắc chắn âm. Bởi vì nó còn nhỏ hơn âm 1 cơ thì chắc chắn là còn nhỏ hơn 0. Vậy nếu trừ 1 trên c âm thì c sẽ phải dương đúng không? Âm rồi, âm chia dương thì đấy. Vậy C dương 1. Rồi tiếp tục. Tiệm cận đứng. Nào tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng thì các em vẫn hãy cho mẫu bằng 0. Đây muốn tìm tiệm cận đứng ta cho mẫu bằng 0. Tức là ta có BX cộng C bằng 0. Mà bài toán lại có tiệm cận đứng là X bằng 2 này. Nhìn vào đây các bạn phải nhìn được tiệm cận đứng nha. Mà tiệm cận đứng là X bằng 2. Đấy, như vậy ta thấy X bằng 2 vào đây. Thấy bằng 2 vào dẫn tới là 2 thay vào đây là 2B cộng C thì bằng 0. Chứng tỏ là C 2B cộng C bằng 0. Mà C dương đúng không? Mà C dương. Mà C thì dương. C mà dương rồi ấy
thì chỉ có âm cộng dương thì mới bằng không được thôi, đúng không? Chứ làm gì có chuyện dương cộng dương lại bằng không được. Vì C dương rồi cho nên B bắt buộc phải âm. Đấy, bởi vì là muốn cân bằng về về không ấy thì một thằng dương thì một thằng phải âm chứ, đúng không? Âm cộng dương mới bằng không được chứ, dương cộng dương thì làm sao mà. Đấy, như vậy B âm. Và cùng tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang thì đây y sẽ bằng a trên b đúng không? Y bằng a trên b. Đấy. Mà ta lại thấy này, tiệm cận ngang nhìn đâu? Ở trên đồ thị hàm số các bạn sẽ nhìn tiệm cận ngang ở đây. Như vậy tiệm cận ngang của bài này là y bằng âm 1. Và y bằng âm 1 chứng tỏ là y âm. Tiệm cận ngang y âm. Y bằng âm 1 mà y âm. Mà B thì âm này, mà B thì âm, B âm. Như vậy A phải dương. Đúng không? Do B âm rồi thì dương chia âm với âm được. Ok. Vậy người ta hỏi có bao nhiêu số dương thì ta trả lời là có hai số dương, đó là C dương và A dương. Vậy câu 19 này đáp án là D. Hai dương, đúng nha. Ok nhá. Thế là chúng ta đã có được kết quả của 19 câu. Nào, bây giờ ta đến câu hỏi số 20. Ui. Đâm vào cái ghim này, ghim chưa ghim hết à. Câu 20 này sẽ hơi khó này, hơi khó hơn tí này. Đấy. Các bạn phải đọc kỹ đầu bài nhá. Cho hàm số phân thức này có đồ thị y bằng f phẩy như hình vẽ. Nhắc lại, đây là đồ thị f phẩy nhá. Đồ thị f phẩy x. Chứ không phải là đồ thị fx này đâu. Đấy. Biết rằng đồ thị y bằng fx lại là đồ thị này này, đi qua điểm 0,1, tính giá trị f2. Tính giá trị f2 là tính xem là f tại âm 2 bằng bao nhiêu. Thì thầy sẽ tóm tắt đầu bài lại một tí xíu. Đầu tiên để tóm tắt lại cho các bạn. Nào. Thế thì thứ nhất này, mình sẽ bắt đầu đi từng dữ kiện một nha. Thứ nhất, đó là các em nhìn thấy rằng là đồ thị f phẩy như hình vẽ. Đây này, đồ thị f phẩy như hình vẽ. Hình vẽ đây. Tức là ta nhận thấy một điều là đồ thị f phẩy. Thì bây giờ ta phải tính được f phẩy đã. Ta có f phẩy x bằng bao nhiêu nhỉ? Fx mà như này thì f phẩy x ta nhân chéo đúng không? A nhân d trừ b nhân c trên mẫu bình. A nhân d trừ b nhân c chia cho mẫu bình. Đây chính là cái f phẩy mà người ta còn nhắc tới trong cái đề bài ấy. Vậy bây giờ thì người ta bảo là đồ thị f phẩy này như hình vẽ. Như hình vẽ tức là như thế nào? Thì tức là đây này. Đấy, nó đi qua điểm này. Vậy ta nhận thấy là đồ thị này đi qua điểm 0,3, x bằng 0, y bằng 3. Vậy nếu đồ thị đi qua điểm 0,3, tức là nếu em thấy x bằng 0 vào đây thì f phẩy sẽ bằng 3, đúng không? X bằng 0 thay vào thì f phẩy bằng 3. Vậy ta có phương trình này, nếu x bằng 0 thay vào đây, vậy ta có phương trình là a nhân d trừ đi b nhân c, 0 thay vào đây chia cho d bình thì sẽ bằng 3. Rồi, đây là phương trình thứ nhất nha. Dựa vào cái dữ kiện đồ thị f phẩy như hình vẽ xong rồi là đi qua điểm này. Tiếp tục, ta dựa vào dữ kiện thứ hai, đó là tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng này các bạn. Đấy. Là tiệm cận đứng thì cả hai thằng này cùng có một mẫu thôi. Vậy ta xét điều kiện thứ hai nha. Ta có đường tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng đó là mẫu bằng 0, c cộng d bằng 0. Tại vì thằng này cũng có tiệm cận đứng x bằng mẫu, hai là mẫu hai này giống nhau nhá, đều là c cộng d bằng 0. Mà tiệm cận đứng này là x bằng bao nhiêu các bạn? Tiệm cận đứng là x bằng 1. Đây rơi thẳng vào x bằng 1. Vậy em thấy bằng 1 vào. Vậy nếu em thấy bằng 1 vào thì các em được 1 thay vào đây là c cộng d bằng 0. Rồi, vậy đây là phương trình thứ hai. Đấy là phương trình liên quan đến tiệm cận đứng. Được chưa? Nào, phương trình thứ ba. Phương trình thứ ba. Đấy là đồ thị fx nha. Đây, đây chính là fx này. Đồ thị fx thì lại đi qua điểm 0,1. Tức là khi em xét fx thì nếu x bằng 0 thì y bằng 1. Đấy. Đồ thị fx đi qua điểm 0,1. Tức là nếu em thấy x bằng 0 thì y sẽ bằng 1. Mà nếu x bằng 0 mà theo vào đây này, x bằng 0 mà theo vào đây thì mất không? Mất không? Thì y sẽ bằng b trên d. Vậy tức là b trên d sẽ bằng 1. B trên d bằng 1. Đấy, vậy đấy là cái dữ kiện thứ ba. Rồi. Và bây giờ họ muốn mình cái gì?
họ muốn mình tính f tại âm 2, tính f tại âm 2. Đây là fx này, f âm 2, đây là fx, thì như vậy f âm 2 tức là thay x bằng âm 2 vào đây, thay x bằng âm 2 vào. Vậy nếu thay x bằng âm 2 vào đây thì ta được là trừ 2a cộng b chia cho trừ 2c cộng d. Đúng không? Trừ 2a cộng b chia trừ 2c cộng d. Đấy. Và người ta hỏi cái này bằng bao nhiêu? Rồi. Đấy, vậy thầy vừa mới tóm tắt lại đầu bài thông qua những cái phương trình như này. Đấy nhá. Vậy tóm lại bài này người ta muốn bảo là như này. Dựa vào đồ thị, tức là dựa vào các phương trình, dựa vào ba phương trình trên, hãy tính biểu thức này cho tôi, đúng không? Dựa vào ba phương trình 1 2 3, hãy tính cho tôi cái biểu thức f âm 2 này. Đó. Thế bây giờ tính thế nào? Thì về mặt ý tưởng tư duy nhá, đó là ta sẽ đưa tất cả về một ẩn. Nhắc lại này, về mặt tư duy ấy là ta sẽ đưa tất cả bọn này đang có 4 ẩn, đúng không? Đang có 4 ẩn thì thầy sẽ đưa toàn bộ 4 ẩn này về một ẩn mà thôi. Và thầy sẽ chọn cái ẩn là ẩn trung tâm, đó là ẩn D nha. Thầy sẽ đưa tất cả về ẩn D. Vì thầy thấy là ở trong 3 phương trình này cái nào cũng có D. Đấy, cả 3 phương trình người ta cho cái nào cũng có D cả. Đúng nha. Đấy, vậy là thầy từ phương trình 3 này, phương trình 3 thì thầy suy được B sẽ bằng D này. Đây, B bằng D. Như vậy B có thể biến đổi theo D này, đúng nha. Từ phương trình 2 này, từ phương trình 2 C cộng D bằng 0 thì có thể D bằng trừ C. Đấy, như vậy là C, xin lỗi các bạn, C bằng trừ D thì đúng hơn. C bằng trừ D vì tất quy tất cả theo D mà. Suy ra C bằng trừ D. Đấy. Rồi. Tất cả theo D luôn. Ok. Và bây giờ thầy bắt đầu mới đưa cái B và đưa cái C này vào đây. Đấy, đưa B đưa C vào đây. Vậy thay 1, 2, 3 này. Thay 2, thay 3 vào. Vậy thay 2 và 3 vào phương trình 1. Thì em sẽ có phương trình 1 tương đương. Nào, A nhân D. A nhân D trừ B này, B thì bằng D không? Này, B thì bằng D. Còn C thì bằng trừ D, C thì bằng trừ D. Đấy. Và tất cả chia D bình, đúng không? Thì bằng 3. Rồi, hết rồi đấy. Như vậy là A nhân D cộng D bình, D đây là D bình này, thì sẽ bằng 3D bình, nhân chéo lên nhá, bằng 3D bình. Chuyển vế sang, A nhân D sẽ bằng 2D bình. Đấy. Đấy chưa? Chia tất cả cho D đi. Thì như vậy là A sẽ bằng, tất nhiên D bằng 0 thì không được rồi, tại vì D ở dưới mẫu mà, D dưới mẫu thì bằng 0 thì quái được. Thế như vậy là để chia cho D đi, như vậy A bằng 2D. Đó. Như vậy là toàn bộ thì đã đưa hết về D rồi. A cũng theo D này. Đấy. Vậy C theo D, B theo D, A theo D. Thế thôi. Và bây giờ ta thay nốt vào đây. Vậy nấc cuối cùng, nấc cuối, đó là ta thay vào. Vậy F âm 2 lúc này sẽ bằng, nào thay vào đây, trừ A bằng 2D, thay vào đây trừ 4D. Cộng B này, cộng B tức là cộng D. Chia C này, C thì bằng trừ D không? C bằng trừ D, thay vào đây. Như vậy là 2D cộng D. Vậy kết quả là trừ 3D trên 3D. Và kết quả là âm gì các bạn? Âm 1. Đấy. Và kết quả này sẽ tương ứng với đáp án A nha. Rồi, vậy đáp án đúng của câu này là A. Vậy để làm một câu này ấy, thì các em phải tóm tắt được đầu bài. Ý cụ thể hơn là các em phải khai triển được các cái dữ kiện người ta cho. Dữ kiện như hình vẽ là đi qua điểm 0,3 này cho em phương trình này. Dữ kiện về tiệm cận đứng, dữ kiện tiệm cận đứng cho các em phương trình này. Dữ kiện về việc đồ thị này đi qua điểm 0,1 thì cho các em phương trình này. Và trên đó ta phải hiểu tư duy là ta đưa tất cả cái này về ẩn D thôi. Tất cả các ẩn theo D để thế được vào đây. Đấy thì câu 20 này nhìn chung là câu khá là dài. Được chưa? Khá dài. Ok nhá.